កលាបញ្ជីនាយកសូមជម្រាបភ្ញៀវទាំងអស់រួមទាំងភាគីឲ្យកោបឈរនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអញ្ជើញមកដល់ដោយប្រើពាក្យថាតុលាការ Tulaka som prakah monto savanaka. Chia monto apani som anchuny lo robe pati sa prenya lang thu sikdai sanithan top som anchuny. Som okun. Honorable judges, Luke Chau Krom, learned counsels, Honang Luke Mitavi. I think it is right to believe that we just sit the young tradition, the young man to work up himself. A lot of Cambodia, Chun Kamaja, Chiran, Kampong Tai, Sadap, Honang Tusana, Nuller, away, Dai Kampong, Yay, Honang Twer, Nuknong Sal Savanakani. វាត្រឹមត្រូវពីព្រោះតែអ្នកទាំងអស់នោះគាត់រងចាំ30ឆ្នាំហើយសម្រាប់ពេលវេលានេះមិនត្រឹមតែសារក្រមនៅលើបណ្ដឹងតោនេះប៉ុន្តែថែមទាំងគាត់ចង់មើលទៅលើយុត្តិធម៌ដែលកំពុងតែស្វែងរកនេះហើយនឹងបញ្ចប់ទៅលើនិទានភាព ហើយចាប់ផ្ដើមយល់មូលហេតុនៅពីក្រោយភាពចម្លែកដ៏ច្បាស់លាស់ដែលឡោមព័ទ្ធក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃមិសិលមិញមេតាវីបានជំរុញឲ្យលោកពិចារណាទៅលើការអនុវត្តច្បាប់អង្គហេតុ ជាដំបូងឲ្យលោកពិចារណាទៅលើហេតុផលនៅពីក្រោយការកើតនៅតុលាការនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានស្លាប់ចំនួន1,700,000នាក់ហើយនឹងប្រទេសជាតិនេះកំពុងតែធ្វើការតស៊ូទៅលើផលលំបាកបន្ទាប់ពីអង្គហេតុនេះ ហើយយើងបានគួរពិចារណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះ ហើយมันបានផ្លេចទៅលើមូលហេតុអង្គហេតុមួយច្បាស់លាស់ដោយដែលលោកចៅសហចៅក្រុមបានធ្វើការសន្និដ្ឋានរួចហើយដោយដែលមានចៃនៅក្នុងសំណុំរឿងហើយដោយដែលជន់ត្រូវចោតបាននិយាយអញ្ចឹងគាត់មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ទៅលើការឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងការស្លាប់នៃ ស្ត្រីបុរសនិងក្មេងចំនួន14,000នាក់ជាការពិតណាស់ដោយដែលមេធាវីបានរំលឹកការពីម្សិលមិញគឺការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នគឺអាចប្រើប្រាស់ក្នុងកលៈទេសៈមួយចំនួន
ong het te lue chao prakan te lue chun trou chao no keu mun khoei mien avai te pantae vi che karanei leuk laeng hoy avai dai medavi ban leuk laeng teak tong katha khan 108 nang 109 jeung ban dak chun sam aang neu lue ka huoh medavi ban dak chun neu sam aang neu lue ka huoh pe velia đại vì tiện tôn là nâng Paul Papo này cực cam nâng manu chiết này cực cam chia đôi đại ông ca sạm chia chiết kẻ lịch khát cả ông ca sạm chia chiết bàn như dây nâng nông dịch đầy sầm đại a e a e s h s bầm pal pi rồi mà phải bầm bảy bàn khơi từ lời ca rum lốp ngôn ngô này cực cam chia nâng chấp bắp ông trạng chiết nông cầm long cam chia chia thập tay pi chín năm mà pon bầm bồn rồi chật sập ram tới chật bầm bồn ban bản to chiệp ban nhà hà môi prôi bà ram sầm khăn đã đo xã hạ cùng ông trạ chiệt chia tàng mù đòi tật tu score tật lừa tùm nua khó trừ bỏ cha rầy bọc cổ đại rum lốp tật lừa sứt manu ngôn ngữ cứ chia thiết sầm môi sầm khăn tật lừa đầm nọ trai ở miền tật tập hiệp tật đo chôn rong cổ chúng dùng từ mơ từ lời cà chua rôm nước nông nịt tệ vị thi nịt cà mềm sầm mảnh đòi miền bắc chia chun cà mềm chia chua rôm pi cướp sầm nạ tiếng hò rôm tiếng nẹt chọc khum nước nông ở tây tạ so mà phải mùi bộ quan bắt bắt cà bắt quan bàn đòi nước cà mềm sầm mảnh tẹt tôn tận nương cà ăn bắt quan thôi nương mặt tệ bắt quan hôm pi cà đại quạt miên rầm thu sra hỏi nâng ca đại quạt rung phân túc tẹo tôn tần nâng bánh hạp xem xe hỏi sra xâm khăn đại nị tệ bệ thi ni bàn bắt đo chung bệ cầm chia nâng bị phục lộ dương chia bệ nhá xa hạ bệ nhá miên cà tập bệ kết nông ca chọc bệ căn mê đặc nông chọn cụ phụ hỏi nâng nẹ tổ tu khổ trời cụ phụ bầm phót trở lỡ ủ cực cầm ni hỏi có chia tùm nô khó trời mùi đại dương rích ở rì nâng tổ tù dốc hồi nâng bầm pinh hồi bàn xóm hẹt phò tờ lờ phiếp thun ngô nâng vây đại ca lăng nì sau bà nà ca hồi nâng sức đầy xâm rạch rô bò nẹ rô bò chạy krom cứ chia ca bằng hành chia xa thê rạch nạ nâng hồi nâng tổ lạ ca nông ca ăn ở vật chụp bạp đại miên bầm nông rộp dụt tiệt thoát ở đó bởi tế cảm bởi chìa. Dương, khi nhóm chìa bởi nhà, bạn đã chùn nơi ở vây đài mê tư vi bạn lực lạng tiệt tôn nâng ca tiên xâm an nâng nông xa rần na hoi nâng ca đài bạn lực lạng ca bìm xâm mình hoi bạn lực tờ lơ ca ạ nụ vọt chụp bạp đài bẹp bọn nâng dụt tàn tích cạp xe mê xe rồi bỏ chạy thạng chạy cọng sợ mê kênh. Chẳng dừng mơ khơi thà cư chôn rong khu công phong tại sông sông vay rốt hồi nâng ở vây đại miên quam trô nơi khu nông xa tà nà rồi bỏ mật tà lạc cá cư bàn bằng hà nhằm bì chăm loài xe mê xe đại bàn bàn chạy tẹo tôn tà nâng cà khung khen rồi bỏ tà lạc cá dô thịa. Bởi hai chi vi mình xa rãn khăn đập lực xâm đầy lục chai krom phá cơ bì tây tạ tà la ca Yugoslavia. Đại nữ ngay tì bầm bầl khai vị trí ca của nông chân nằm ní bàn lực lăng tẹo tôn tờ nâng xa hạ bệ rốt ở nhà chi mùi nâng Bokoski hoài nâng Takoloski bàn lực lăng thả cứ ông chung chung rè miên tu nhật tì ai cả riêng chào bậc căn từ ba nhà hàng nội địa bay làm bay cầm nót từ chun trời chào đại bàn chào bậc căn nở mục ong chum chum ria làm bay bằng hang tổ tổ bậc quạt từ bọt làm mướp xem xem đại bậc cô nội trời chào bậc căn ní cứ chia tầm nô khó trời đại ong chum chum ria miến hỏi ong chum ria trời tại anh ở quạt đòi mình kết ông pi ca miên ở địa phương xem xem khám này sang cung đường dầu bài hỏi tới tại anh ở vật trong phố panh hà này đang bay anh ở vật tour này tin được nông ca chúng nó chuẩn bị chia
chia sẻ xâm khăn đại thà cho hạ trái cọm bàn lực làng đôi đại dương bàn dược sọp nơi cơ nông cả thang khăn cài sợ môi đỏ cài sợ bấy chạy tôn đơn nâng cả trái loài to đại bàn lực làng ông Pi Pan Nha chạy tôn đơn nâng phía trâm trời này cả không khuôn rộp bỏ ta là cả dù thịa phần tài đôi đại lục hạ trái cọm bàn lực làng hỏi bàn bằng hành đòi lực làng Pi dược tế xa phẹo phốn đồng nọ trái xong xóm nó cứ mình trở bàn lực lạc nó không đồng nạc ca này xong đọc lên ông nó không ca nó không ông bỏ rên như thế bần tay việc cứ chia vây để việc chia sức đầy xâm rạch nó không rộp bọc ông chung chung rè xa là đồng bóng rưu cầu tà là ca cầm phù mình khơi miên dốt đất xa trở bàn đạc chùn hỏi cầu khuyên nhau mình đang ông bị châm lạc xem xên hạt ở vây ban chia sạ lạc đầy ông sẽ chia ban chân ở miền đỏ sạ chân đỏ lên bần đỏ xoắn đại chia đầm nó sai từ lời cao đầm lốp từ lời sứt rồi bỏ chân chọc chào dứt sạ chẳng ở ban lời làng từ lời đầm nó sai chẳng ở nu nơi pe trong cày rồi có vị chia bạn nhà này dứt được sa này cả anh ở ward để tôi nâng cao và anh ở lên để thi vào đâu riêng sum đại chun ở sum an khnông khi tham miên bạn nhà đại ban đại chun trầm trâu chim phục tu la cà tê đôi bên chợ thà ta sẽ cho gram sự bằng kết miên cầm ho nô khnông cà bị cha ra ná thà lại khăn tham râu này vị thiên học sập bấy trâu bàn bằng bình đại rực tế. Hai nâng thả ta chào cọm sơ bằng kết bàn thua sự kỳ xâm rạch trầm trâu khăn nông ca bì cha ra ná thả ta kê mần bàn miên dút ta tì ca nông khăn nông ca bì nất lơ nơ ca khung khu luôn đòi tù là ca dô thía rứ ko vừa mần miên phol pa phol tù lơ tùm nà ca rừng khá đây nông khăn nông tùm nà ca lô tế. Hãy cố gắng xung cầu chứa thamay mà đồng tiết thả. Đại thả mê thư vi kà bì mận bàn thơ nâu ca đọc xa nà mùi đại miên. Đại thả chìa mù là hẹt đò rừng mòm. Đại thả chút trâu cháu nô. Mận bàn bà bật nà bọt ọc rết nô thị. Chúng nói ní, mình có bây mơ lùm lô nô lời. Rồi bỏ không hơi, đại bàn khơi, đại miên mù là hẹt trâm trâu đại dương chưa trả thà. Đại thà bọn ốc rất trẻ lẹ tương ổn ní trâu bàn và phật đòi chôn trâu cháu nú. Cứ đại ôi chôn trọc cháu thất nực nông, bộ phết mũi đại khóc sổ lạc bì, bộ phết ní chôn trọc sáng say, xem xin thiết đại phật bọn ốc rất nực nông, ní tệ xa mạnh rồi bỏ chết. Đại chìa căm mà vật thổ. Đại thật nơi khóng dụt tới xa, chứ chả rắn đại thà đại chung đòi mê thư vi kà biên nụ. Nơi khóng thua ca chọt bởi càng mùi chùm nôn đại dương bàn đọa sẵn. Cứ thà bọt lùm mơ tương lai đại thật bàn bọt đoàn tiết tố chứ đại chiến đôi chìa bọt bà lai bụi xa, bọt ốc rập bà chàng mà nụ chết nâng bọt ốc rập sân kriếm. Đại bàn riêp rộp đòi xung khăn đòi tù la ca sá tô này tù la ca ICTV nó khăn nông rừng cái đây này khô lịch xa khôm ơn rạ chiết miên sự cái đây rừng bưng thả chuôn chọp cháu thường bàn màn nô đại bàn bộ prít nợ bọt lù mơ bằng biên thông ngô nơi chế bạp mà nụ sá ơn rạ chiết nâng trợ bàn nôm mộc cắt tù xoay rộng cho tịt thò tôm bay chiết. Đối chân học nói đầm bày nâng ở miên tôi dạp phiếp rồi viên sức chứ mưu than rồi bỏ chôn chập cháu. Cả ta từng ổn này cứ chia lẹ cả nạp phí xe này sẽ là chùm rẻ cái đây nè mùi. Đầm bày đọc sài nâu bắt ốc rật đề thật nực nông bạc rồi bọt ổn rẻ chiệt bẹp nụ. Tôi là ca phí xe này bởi tì xe ra lệ ổn. Nếu không rưu cái đây rưu viên bởi ở nhà
Prichang nung Esa Hansen. Hong kata min bendang dambay som o min ka doh leng shimano sonu dial oluk chao krom ban chilep hai. Chao krom no ban ban chia tha nung kong sikri dot strong. Yung kua cham kong chia tha nung kong lakana pise nay sala chimre kre on dra chit. Bot okret dial chia bot okret tat nung kong Yutta the car, Bosala, Chimrek Dainuko, I chat took chip repaid mui, Kuchip repaid, nay bought Okret dot Kunko, Crom Shabab on the Rachin, Luchin Hai, Kiadin Binchet Ha, Adam Nostrai, the Baining, Dat no Crow Kum, Wu Dumbay or Mean Preep to Lu, Shabab Chiat no Kutha, we mean like an act copy Shabab on the Rachit del Chi Yutta the car. But ល្មើសដែលចោតប្រកាន់នឹងជនត្រូវចោតនេះគឺវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ការព្រួយបារម្ភដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការសង្ស័យដែលថាជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងជនជាប់ចោតណាដែលថាស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការសាមញ្ញនោះគឺវាមានការឆ្លើយដាក់គឺថាហានិភ័យក្នុងការរត់គេចខ្លួនការការពារសាក្សីហើយនឹង ហើយនឹងគោលបំណងរបស់សាក្សីក្នុងការផ្ដាល់កសិនគឺថាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់របៀបរៀបរយសាធារណៈហើយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ជនជាប់ចោតអាចនឹងប៉ះពាល់គឺថាដោយសារអាចនឹងធ្វើឲ្យជនសំគំនិតអាចនឹងមានមិនចេញមតិឬក៏អាចនឹងមានការសងសឹកយើងសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀត សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតគឺបានសម្រេចត្រឹមត្រូវក្នុងការសម្រេចថាជនត្រូវចោតត្រូវតែដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនជាម្ដងហ្នឹងហើយមានភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ហើយនឹងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដូច្នេះដូចជាសហសេវកបានបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតក៏បានសម្រេចត្រឹមត្រូវដែរដែលបានសម្រេចថា ថាគ្មានយុត្តាធិការណាដើម្បីសម្រេចឲ្យស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដែលថារួមជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុធាក្នុងការឃុំខ្លួននោះចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងមិនពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការឃុំខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញ ដោយជាក់ស្ដែងដែលថាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់នោះហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានដាក់ជូនសម្អាងនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើងនេះគឺថាបញ្ហានោះនឹងត្រូវតែលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ចប់នៃដំណើរការនីតិវិធីពីមសិលមិញសហសេវករបស់ខ្ញុំក៏បានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ខេបអំពី តលហេកមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើងដែលអាចនាំឲ្យអលោកលោកស្រីអាចនឹងសម្រេចថានឹងលើកចោលបដិសេធចោលនៅបណ្ដឹងនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅចំណុចមួយចំនួនអាចនឹងធ្វើការកែតម្រូវឬបន្ថែមទៅលើចំណុចទាំងនោះខ្ញុំគិតថាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់តលហេកមួយរបស់យើងតកតងទៅនឹងសវនាការនេះហើយនឹង អាចនឹងកែតម្រូវនៅបណ្ដឹងដែលបានលើកឡើងដោយមេធាវីការពារការពីម្សិលមិញនោះយើងបានដាក់ជូននៅក្នុងសារណាសង្ខេបរបស់យើងដែលយើងគិតថាគឺមិនមានការដោះសារដែលត្រឹមត្រូវជាផ្លូវការដែលតកតងទៅនឹងជាពិសេសនៅតកតងនៅក្នុងវិធានទីក្នុង មេត្រា397រយកៅសិបប្រាំពីនៃក្រមនីតិវិធីប្រំពាត់ដែលមេធាវីការពារបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងការបណ្ដឹងអូតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនោះគឺមិនមែនជាបណ្ដឹងអូតូពីការចាត់របៀបនោះទេឬការឃុំខ្លួនអគួរកត់សម្គាល់ថាអង្គពលរេជំនុំជម្រះនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើអង្គ ការស៊ើបអង្កេតថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមនីតិវិធីប្រំពាត់ហើយក៏មិនមានចម្ងល់ដែលថា
ចាប់ករណីណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងជាការអនុវត្តទៅលើបញ្ហាដែលនឹងបានធ្វើឲ្យច្បាស់ឡើងតាមពិតអង្គពរិយជំនុំជម្រះនឹងកំណត់ថាតើវិសាលភាពនោះត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាក្នុងការសម្រេចចំពោះមុខតុលាការហើយនឹងផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងពីម្សិលមិញដែលមេធាវីការពារមិនឡើងហើយក៏មិនមែនជាសភាពមួយដំណាក់កាលមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះ មិនមានសិទ្ធនឹងអនុវត្តនៅយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចប៉ុន្តែយើងជាបញ្ជាក់ឡើងវិញចំណុចសំខាន់នៅក្នុងតិលេខករបស់យើងគឺដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃភាពឲ្យបានលឿននៅក្នុងដំណើរការយុតិធធភាពប្រកាសបជានៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការរឿងក្តីសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងដោយសហការក្រុមស៊ើបអង្កេតក្នុងការអនុវត្តនៅអំណាចឆន្ទៈនុសិទ្ធ មិនក៏បីនឹងកែប្រែដោយគ្មានមូលហេតុដ៏រឹងមាំដើម្បីនឹងធ្វើដូច្នោះទេហើយតាមពិតហើយយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាហើយអ្វីដែលនឹងអង្គជំនុំជម្រះធ្វើគឺនឹងធ្វើរបៀបនោះដែរបញ្ហាជាបឋមមួយផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវលើកឡើងនោះដែរគឺការលើកឡើងថាតុលាការនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា មិនត្រូវទទួលការណែនាំតាមនីតិវិធីដោយនៅក្នុងតុលាការសាលាជំនះក្តីអន្តរជាតិដែលមានលំនាំជា common law នោះទេហើយនឹងការលើកឡើងថាយុត្តាធិការយុត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈតាក់ទងនៅក្នុងលក្ខណៈជាស្រាលនោះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នយោបាយបានយឺតនៅថាការបកប្រែអាចនឹងបកតាន់លោកដឹងថាគឺថាអ្នកបកប្រែក៏មានកូពីនឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថាដូច្នេះយើងពិនិត្យឃើញច្បាស់ថាតាមកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយនឹងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលថាតុលាការនេះត្រូវតែអនុវត្តនូវច្បាប់ជាតិហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលមិនអាចនឹងអះអាងថាតុលាការនេះមានតុលាការនឹងត្រូវបំពេញបន្ថែមហើយនឹងសម្របសម្រួលឬក៏កែតម្រូវ ទៅលើការច្បាប់ដែលអនុវត្តជាធរមាននៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ព្រំដែនអន្តរជាតិនោះទេប្រសិនបើមានតិលហេកហើយក៏ត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់គឺថាវាមានការកម្រិតទៅលើការប្រើការប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលាក្តីអន្តរជាតិផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាមេធាវីការពារពេលនោះគឺ គឺថាផ្ដល់តិលហេកប្រឆាំងខ្លួនឯងដែលថាដែលខ្លួនបានផ្ដល់តិលហេកដែលពឹងផ្អែកលើយុត្តាយុត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាបារាយ៉ាងគីវីសាប៉ុន្តែក៏វាមិនមែនឆ្លើយឆ្លោះបញ្ចាំងនៅតិលហេកដែលមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកថាខណ្ឌ16ទៅដល់22នៅក្នុងចម្លើយរបស់យើងដែលឆ្លើយតបយ៉ាងជាក់លាក់ទៅនឹងមាត្រា 12 ចុច 2 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យអង្គជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនៅមាត្រា 14 និង 15 នៅ ICCPR នោះអ្វីដែលយើងដាក់ជូនក្នុងសារណានេះគឺអង្គច្បាប់នេះហើយ វិមានការវិវត្តនៅក្នុងសាលាជំនះក្តីអន្តរជាតិជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយវិធានទាំងឡាយដែលតាមពិតវាជារួមសម្បត្តិនៃប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធច្បាប់ស៊ីវិលឡនិងប្រព័ន្ធខមមិនឡយើងក៏សូមជូនសារណាបន្ថែមថាថាមានលក្ខណៈដូចនេះលើកលែងតែ ចំណុចតែមួយគឺគ្មានច្បាប់យុត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងច្បាប់ជាតិ
Dambay, nung thua ka chot prakan nung bot okrat tolum toli. Hai, komien uti ho, taik tuoj bampot nung khanong yutatika chabab civil law no. Tam pat komien kumro nung mien uti ho dae nung khanong prapan khaman law. Sala chumre kaday andra chiet ko komien kamma vat thok doj khanie nung tola ka ong chumnum chumre vi samanh dae. Hai, hai, hai tola ka nuh mien mien chi ong tolum toli ni yutisah dael ai nung chui dol tola ka yung ni ban yang chibah. Tam pat yung sum bình chạy lang vinh nâu tẹt hay khó đàn miên chai nâng khăn ông châm nói tì đập rồi muối nâng mập phay nây châm lại rồi bỏ dưỡng thạc cách bỏ rộng bình nô. Bạn tự tuôn sgol nâu phiếp lẹ khăn nạp bì xe nây ông châm nung châm rẹp bì xa mánh. Hãy phát đó án nát oi ông châm nung châm rẹp nê. Khăn ông ca ạ nâu vót nâu chấp bắp dút tì xa on dạ chiết đá kì miên ca tự tuôn sgol khăn ná. Ai dùng mà nó vọt bán. Hỏi dương bàn chung xâm án thả, cứ khám yên chế bạp dụt tử xa ná, đây là ai bằng khom, ở trẻ lẹ, đây là sao chiên xa la chùm rẹt cái đấy, tương lai nốt, đây là thả ai miên dụt tà tí ká lưu cầm bật thộ đôi khi nha, đây dương miên y tế. Bọn tái. Hỏi cô vì miên lẹ khả nạ chế bạp lọt thả, ยุติศาสตร์มอกปีสถาบันตุลาการคลังสิทธิมนุษย์เดลประหุจิตศาสตร์ก็อาจหนึ่งพัดดอลเนื้อประพบดอตลุมตุลีฉบับล้อในขนมประกาศมวยจำนวนยังบานบัญชีมวยจำนวนชราในขนมจำลายระบบยังในขนมกระทะตีมาเผยให้เดลอุลุบันชีเดียบท้าอาจหนึ่ง บัญชีพิการเลือกหลังในขนมแต่ละให้ก่อขนมเรื่องกระไดสิ่งใดสมรัยบาราวากิซาได้บานบัญชีในขนมรบเมทวีคาเปียโนเมทวีก็บันเลือกหลังโดยจงอลบางฮันเดลเพียบจะแสดงหนึ่ง ประสนบาการคุ้มแข่งระบบตลาดการโยธีเขาฉบับมีเดวีกู้แต่ทัวร์โต้ทัวร์บันดังโต้โยงแต่ตามดอยอัตรายแต่ตามการดำเนินตลาดดามีนี่การตีนตำอังนี่คือบันดับบรรทุกเลือสหประเดี๋ยนี้นำไปบังฮันในเจ้าหนุกลพิบในการคุ้มครุ่นระบบตลาดการโยธี มันเคยมีมูลฐานเพื่อจะแบบได้บานดาวตะเลสได้สำอางนี่เฮาก็มันเคยมีเอาไว้ได้เวียบานบางไฮแล้วเฮาบานจุ่มร่นไอ้ตัวเจ้าตะเลกาดาวสำอางนี่เลย ในขนมจำนวนนี้คือเวียดตรมตรึกขนมการเลือกลางสารจิตไม่แต่เลือกการประดอสำอางระบบยิ่งในขนมการสารสันทานถอยตอบหนึ่งในบานเลือกลางโดยสหการีระบบขยมการปีมาเซลเมนปัญหาสำคัญเมติวีบานสนาสมสหจักรรมเสือบังเกต ហើយឥឡូវនេះអង្គជំនុំជម្រះនេះសូមឲ្យមានការផ្ដាល់ដល់ដំណោះស្រាយមួយដែលមិនមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងច្បាប់គឺថាការដោះលែងពីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនគិតទៅលើអត្ថិភាពមូលនៃអត្ថិភាពនៃមូលដ្ឋាននៃការឃុំខ្លួន บรรดาสันได้ไปแต่เลือกการรวมลบสุดนำจมพูตลาดการนุ่มจมพูมุกตลาดการเซมเตียนเมติวีบานเลือกลางบาราวิซาหอยนังกูบาโดย
chia chấm nốt quan tro từ sầm na bạc quạt thả từ là cả nắng miền âm na nông ca bắt đal từ lơ đầm nọ sài nắng hơi bảy hà bị xe mê tê vi bàn sna sôm ai bằng hàn nông rock khơi từ lơ cả này bà ra ya guza yang na cả đôi cứ bằng ca từ lơ trước đây thay mới hơi ở dương tư tại dương cua tại thua tam này vị thi này chỉ cá bớt na ông chủ nhà sơn la tổ cứ ban bằng hai từ lơ dột ta thì cả chiết đại ban bằng ca từ lơ trước đây này cả rầm lô từ lơ nịt vị thi chi chiêng cà pì chiêng mà rồi hạ sập nằm muốn hỏi ban anh ông what trước đây nữa đầm bay chấm pu trước ba nhà ha chấm pu một con luôn để đôi đặc nhóm bạn lực là người tẹt tổ nâng cao anh ông nâng cao phá lên nịt tệ vị thị nâng khi nhóm chẳng ở bằng hai đó là ông hại nỉ bị pro tài mê tiêu vi bạn lực là người cao pì mà sao mình thà giang nát cả đời cả lần này đại ban chẳng ở bằng hai hai miền phía bằng mồm pì nâng đôi đại ban lực là đòi hạ trái cầm sơ bằng kế hai đại ban trong all bằng hai nâng nông sẽ đầy sẵn than to và bỏ dưỡng cứ vì miễn nâng nông cả này Nicolik hay nâng lưu bàn gà cua tay tràn chào bị pro tay rừng cái đấy cứ ban bị chào nà tờ lờ cả nà vọt tờ lờ châm lọt nâng hồi nà bê nâng đá cứ thà mê tiêu vi ban ai tờ lờ cả bằng hai cả bìm sàn mến cứ thà cắt này bà ra gửi ra này cứ miên lạc nạ đổi kìa hỏi bà hai chìa xâm khăn đáy nực nông ca lực lãng chùm nọt bì xe chạy lẹ mùi chùm nùn tẹo tô nâng rừng đầy bà ra gà vì giá nư bị môn ban này thả môn pe đại dương trong all bằng hai phép tẹt toàn nâng sự đặc tầm khăn này rừng cái đây là cô lịch nâng lưu bang cả nhóm xôm bị cha là na từ lời pe với lia đại nhóm miến chỉ môn sân hỏi nhóm nâng ni dây sang khai tầng khai từ lời chấm nốt mùi chấm nuốt hỏi chấm run ai lục ai ăn chấm nôm chấm ăn bồ đề chấm nôm chấm rẻ từ lời away đại dương ban đã chun chạy tàu nâng rừng đây bà là visa hay nâng lưu bang cả vì pro tài khi nhóm kết tha bà sân khi nhóm đi dây bước đà nữa khi nhóm mình miền p cực còn lại khi nhóm kết tha trong nơi khóc nghe mùi đại ban anh nói what chạy tàu rừng đây bà là visa hay nâng rừng đây ní cứ thà person bà dương mơ tờ lơ bà vọt này ông hát bà là visa ông chung nông đẹp vị xâm mạnh nông tờ là cả cảm chí mình đa sna xông tờ là cả dù thịa thù ai anu vọt cách away ủ thọ thà cả khung khuôn chôn trời chào nụ lao miền Tây và Lý đang bị thuê cả sân nhà than chạy tàu bờ bờ lộ ở bàn trầm trơ bàn chập trầm trơ bờ dương mình bàn cầm nót về với Lý ở lộ sân nhà than trầm màu nào nó thế cái thà lộ miền sét bờ nông ca thuê cả sân than bờ lộ sôm ocon sôm ocon lộ thiên khi nhóm nâng như này có đòi tẹo tôn là nâng xăm phép này là hàng ai ca nâng mê tiêu vi khi nhóm nâng chi dương cầm nọt tờ lời chấm nội nâng đòi xa tạc nhóm bàn chấm nai tờ lời bê bê li mô chấm nôn cho nàng nói hồi khi nhóm có chi dương mà này dây lươn đá
chấm nốt đại khóc lại mùi tiệt. Cứ thà, tờ la ca ECCC ô bò tò cò ni. Cứ đồng nà cách này tệ vị thi chấm bù chôn trời cháu nó. Tờ lơ ọc ca, luôn đại miên lực đồng bồ. Cứ khóc lại bì cả đời này bà ra vì ra cứ rọt chân rọt ở nhà. Cứ quạt bàn lực lang tệ tôn năng cam ở nhà thổ, cam ở run tệ tôn tệ năng tệ vị thi để cho bà căn rồi bỏ tờ lơ rừng cái đây bà ra vì ra. Lúc chạc rộm của tại thua ca cọt xong cô thà cứ miên ca lực lang thà ông chung nông dưới ra vị xâm mạnh nông tờ là ca cầm chiến nữa cứ miên ông na chấm bong tờ lơ tờ là ca chịt cứ việc khóc bì miệt tra tì bầm bầy này đã khăn được cả ở bò ICTR. Dương khơn khmiên tùm nẹ tùm nông lời ca rô viên ở bò tổ có hồi nâng tờ là ca chịt đại đầm râu ai tờ là ca chịt không khuôn chôn sang say rư có thư cách ở vầy mùi đại việc khóc bì vị thiên tì sai sập nâng sai sập stuôn này nị tệ vị thi lại khăn tình cạ rô bò ICTR đại tệ tôn tờ nâng cạ rô này bà ra vi giả. Cứ trước đây cả không khuôn chỉ phao bà giáo này cứ bàn lực là đòi ông chung dùng đẹp là tô rồi bỏ ICTR bàn ảnh nó vọt khăn nông cả đời này đại kinh nông bàn lực là nở bên này cứ thà nẹ bà đăng ô tô cứ thật nông khăn nông cả không khuôn rồi bỏ ông chung dùng đẹp rồi sân bà quạt không khuôn sở hợp tờ tàm đồng nà ca sở hợp chấp bắp nâng rốt anh rốt ông nà cho rồi bỏ sạc ở đây nâng nông rương ở đây rồi bỏ dưỡng tờ là ca dô thịa mình bán khôn khuôn chôn trời cháu đòi cơ rút tờ tàm ẩm nà sạc cho bạp ảnh rư ảnh nhà thô rồi bỏ ECC ô bỏ tờ cò lòi hai cái nhóm bán trong ô bằng hành đôi đặc lực lạc nâng nông ai cả xa xa thịt nạ cứ thả chôn trời cháu cứ việc khóc bì bà ra vi giả cứ trời bàn bà đào chôn bì bọt cháu bàn trò tu đồng nâng bì bọt cháu bà con. Hồi chấm nói mù lật than đại ai trong rừng rừng cái đây ô tô rồi bảo bà ra vinh giá cứ tha rốt ở nhà cứ mình ban anu vật đòi dọc chất độc đặc nông chấm nói pì chấm nói tìm muối cứ mình ban chấm rốt nhau ở nhà thô Cameroon cứ bằng chun bà ra vinh giá. Hồi tỷ pi khó khăn mình bán sna kháng rốt ở bà là ICTR đầm bây ở đại tranh nơi ca chùm đồng chùm rè ở bàn lươn chẳng cứ chẳng chẳng chùm nói pi này cứ vì ăn ở vọt mình bán ăn ở vọt hồi vì tẹo tông là nâng chùm trời cháu cứ nơi trong cái đời nơi nông rương cái đầy ní đôi đại nơi rương cái đầy Roma Cuba tờ là ca bàn rốt khơi tầm nọ sài thà bắt tay bắt đo xóm nón tờ đo đại ai bắt đằng băng tờ đo chôn trời cháu nông cạn này đo lên hơi chia phao bờ giao bề bề li hơi bắt đo phao bờ giao chấm phu ca khum khluôn rồi bắt quạt nè bề đại quạt trời bàn cạn tổ đối đại dương bàn lực lãng dương bàn đó nơi ở vây đại khóc tôi vì khá lực lang rồi bỏ mê tiêu vi đại dương mình cú tốt cho tờ lơ đại dương mình cú tốt cho tờ lơ cạn này Nicolik nâng lưu bàn gà hồi việc tôi tờ lơ ở vây đại dương miên nơi con ông ca cầm nọt rồi bỏ dương
hỏi khi nhóm xôm sẵn khai tờ lơ chấm nọt mùi chấm nuôn đơn nâng xa khá rộng nâng. Hỏi khi nhóm xôm chấm rôn nhòi lô đơn ngọc nghiệp an tờ lơ vây đầy miền chìa cạn này dựt sẵn. Sẽ là tôn này ông chấm nụm chấm rè hòn rạ chết nó không cạn này lưu bằng cả nụ. Bán đâm con xa khá rộng rộ ông bố rê rộ bọc luôn nữa hỏi. Đại bán bình trẻ thá, lực lệnh tại miền cả thiên nhiên nếu sức bình thay mà bỏ chân chọc cháu, để nhóm đọc sở rõng thá. Cứ đã không cầm nót tới lưu thảo về miền cả thua tư rôn được cắm, rưu có ẩm bơ thua tục bộng nịnh, mà nên hù hát đòi ảnh là chiết rưu có ảnh nhà thọ khung kháng. Nó khăn ông cạn này mối đã tệ tông tơ nâng đầm nà ca này ca chạp khá luôn. Hay nâng ca bình chôn khá luôn. Nâu chôn chọp cháu tơ xa la chùm rạc đây on rạ chiết để phẹp bọn nô. Khi nhóm xóm ôi lúc cháu cà rõm dương tơ chùm nói tì xài sắp này ông sẽ là tốt nữa có tham miên mùa than pi này mà đang ở tốt để bình chế ẩm pi sử dụng lực phiếp này sẽ đầy xâm rạch ở bộ sẽ là ở tốt nữa nó không cạn này cứ ban từ tù school nếu đồng nó sẽ là miên khẩm rất mùi để mình trầm trấu tâu nâng ca bắt đầu nếu dụt ta thì cả chúng phục ca bấm pin nâu sức chim mùa than rồi bỏ chôn chọp cháu nó khăn ông chăm lệnh ní sơ là ở tố mân ai kịp hiệp bán lưu chăm lệnh nụ tì đó hẹt tha vi ai những bác bò tờ lơ cô ca đại bán cầm nót nó khăn ông sạch đầy xâm rạch ní ông chim nôm chim rẽ ông pori chim nôm chim rẽ tệ tôn từ nưng cả bồn dìa này đầm na cả rừng cái đấy hỏi nưng stong đá từ lùm từ lìp xây tiết từ bàn ăn nằm mát là thà vía chỉ cả thân nia phù chiên cho bạn hỏi mận bàn bấm pin từ tam lệ khăn này cả phía chân na chạy lệ thà ta cả chim nôm chim rẽ đòi yết từ thó ai nưng thưa từ bán nơi khăn ông cả này bị xe trẻ lẹ nụ. Nước khăn ông châm nói xài sợ bí này ông châm nông châm rạ sẽ là tố dương đọc sở rộng cầm đất thà. Phiếp ngôn thương ố này than thông ngôn này bận đăng ô tô rồi bỏ phía kỳ bận đăng ô tô nữa. Cứ chia chấm nọc xâm khắn này chấm nọc đèl bần nâng ô tô nó vì thật nâu trong chấm nọc này. Cứ tha ông bố rê chấm nông chấm rê. Mình bán áo bơ thơ lơ ca bằng pin này sử dụng mà nó đại cát làng môn bêl bần nâng chun mà đòi thơ là ca. Hai nâng ca nai nôm tệ tông tân nâng ca ạn vọt. Nếu đầy ca chạp khuôn. Ca bằng biên bẹp ní, cậm bây nước khăn ông xa rà nà ca nú. Nước khăn ông xa rà nà rô bò lô bằng gá. Cứ mân trơ bàn bằng chạy đọa sranh đọa chanh bì thông miên nụ phiếp ní đầm nà ca đầy đầy nôm thơ đọa ca. Chạp khuôn nâng ca bằng hai anh khuôn chung phô mục thần là cá nâng khăn ông đâm ná đèl ca chọt bật cán anh nhà thò chọt bật cán nâng khăn ông âm nai chạy nụ vọt nụ ông bố rê bàn xoan nịt thàn khăn ông ca bình nất tư lư vật thụ tàng đại bàn đạ chun chung phô ông bố rê nụ ngư thá mân miên phó tàng ở vấy đâm bay bệnh chạy bí sản tâm ngôn nấy ca lực là ngờ bỏ một phía kỳ ô tô nụ tế. Hỏi cái bàn xâm rạch thả cơ bàn bận đăng nụ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគឺជាចំណាត់ការដែលស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងចំណុចជាសារព័ន្ធនោះទេ បាទផ្ទុយទៅនឹងសារណាដោះសាររបស់ភាគីអូតូគឺភស្តុតាងដែលដាក់ជូនទៅនឹងអង្គបរិយជនមួយនេះគឺមិនបានផ្ដល់មូលដ្ឋានពីការរកឃើញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអញ្ញាទៅនឹងDLC នឹងអ្វីដែលខ្លួនបានលើកឡើងនោះទេខ្ញុំចូលទៅដល់ចំណុចភាគចុងក្រោយនៃប៉ារាក្រាហ្វនេះ គ្រាន់តែការយល់ដឹងរបស់ព្រះអញ្ញាគឺថាការស៊ើបអង្កេតដែលបានអនុវត្តដោយអញ្ញាធរកុងគូលីសកុងគូលនោះគឺវាគ្មានភស្តុតាងនៃការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផ្នែកនេះតាមរបៀបណាមួយដែលគេអនុវត្តឬក៏មធ្យោបាយដែលគេអនុវត្ត ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការឃុំខ្លួនដែលគេបានប្រើក្នុងគោលបំណងនោះទេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដល់រឿងក្តីនីកូលីចហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងជូនដោយសង្ខេប ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាករណីទាំងនោះគឺបានយោងទៅរកនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅក្នុងលេខយោង64ដូចខាងក្រោមនេះ ជាថ្មីម្ដងទៀត ខ្ញុំ ដក ស្រង់ សេចក្តី សម្រេច របស់ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ នៃ រឿង ក្តី នោះ នៅ college តុលាការ នោះ បាន រក ឃើញ ថា គឺមាន ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ រវាង កតបកិច្ច របស់ សាលា ជំនុំ ជម្រះ ក្នុង ការ គោរព សិទ្ធិ មនុស្សរបស់ជនជាប់ចោតហើយនឹងកតាបកិច្ចក្នុងបីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីដកស្រង់តុលាការបានសម្រេចថាគឺបញ្ហានៃការគោរពនីតិវិធីត្រឹមត្រូវហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងនៅ នៅកតាបកិច្ចរបស់អង្គជំនុំជម្រះក្នុងការសម្រេចបាននៅការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ដកស្រង់ចំណុចមួយទៀតការបំពេញនៅទ្រឹស្ដីនៃការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌គឺវាស្ថិតលើនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃរឿងក្តីពិសេសណាមួយគឺដំណើរការរឿងក្តីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនៃ ជនជាប់ចោតគឺវាមិនអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កតាបកិច្ចរបស់យុត្តិធម៌ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសាលាក្តីអាចនឹងប្រើទ្រឹស្ដីបានគឺថាគឺត្រូវតែច្បាស់ថាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនោះគឺពិតជាបានបំពេញដោយប្រកាសមែននៅក្នុងសេចក្តីដកស្រង់ នៅក្នុងករណីដែលគេប្តឹងឧត្តរហើយអង្គជំនុំជម្រះឧត្តរនោះបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមួយសំដកស្រង់ការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ
đài tâm râu ở miền ca án nô vọt nâu dốt ta đi ca đài lưu miền lạc nạp bị xe nô. Mà giang về tiến lực lên thay cạn này bị xe đồ chìa đâm nọt xa rái đài bàn cầm nọt ở nực nông dốt ta đi ca nô. Nực nông dô lao tố tam thầm ở đá cứ thác lưu tra tại vì miền lạc nạp xa mà mạt. Bà tôi dạp hiệp trâm trâu mà cái này trâu tại prakan khuyop rồi viên sật chế mô thân rồi bỏ chôn chọp cháu hỏi nâng xa rạ xâm khăn này ạ thạ bà giáo này xa hạ kông bà rạ chết nâng khăn bà rìa nhá nâng khăn ca cháu tôi lời chôn đài bị bọt ổkrat thungun thungo này xa bạp sử thị mânu xa bạp mânu xa thoa rạ chết ế lâu nế thả ta đại bàn bình trịa chế bạc được chân ổ tế bìm xâm mình này. Đại tham mê thư vi kàm bìa mân bàn ạ nụ vọt nâu đồng nà ca rừng cơ đầy bạp nụ tế. Cơ bọn tế luôn bàn bà dụt tư xa mùa châm nuôn. Hói có chia tệ là hay có đôi khi nế khăn ông ca gom trô nụ khăn ông ca châm tòa rồi bọc luôn đâm bây khăn ông ca xôm ỏi miên ca đồng nọ xa rái bàn. Đôi chìa xa bánh rô ỏi miên ca đọc luôn chân chấp chọt. Chẳng hãy xong ở bí chà nà nơi dụt tế xa nô, nơi khăn nông ca đèl dương dương tổ rộng dụt tế xa nô. Đối đặc khiêm bàn chùm rịp kháng đám. Bánh hà tình ní. Trước bàn lực lãng chỉ nhận nhóm nước khăn ông ca đại chùn chỉ trong khói này rừng khá đầy nữa. Hãy khu vi miên lại khả nạ xa rộp từ nâng nước khăn ông miệt ra 85 này lại khăn đề cạ khổng rốm này tổ là ca phụng toàn ổn đại chiến. Đại thả ca cắt tố ai nâng bạc đề xa cho rứ có ca chạp khuôn được khó chế báp, rứt có ca khung khuôn đòi khó chế báp. Nâng bắt đầu sử thị tự ai ai nâng miên sức tự tuôn nâng ca xâm nòng cho mình chạy nộp bàn. Nâng khăn ông dụt ta thì ca chế báp chết. Vừa miên tề ẩm nạch rứt có bảo phúc tề môi cốt đèl ai nâng tự tuôn khó trâu khăn ông ca khung khuôn nâng chun sòng sáy. Đối chân này ca bằng pin nơi ẩm nạch này ca không khuôn cứ ai lực láng tư tư là ca chết. Châm phụ tư là chúm rẻ cơ đây ổn rạ chết vĩnh. Chịp bí xe tệ tôn tư nâng cứ thả bọt tệ tôn tư nâng tệ bọt ổ khớt đèl miền lạc khả nạ chết ổn rạ chết. Mà bánh hà này tệ tôn tư nâng xa mà mát có chôn mà ăn vọt khăn ông châm nội hiện đại. Hay mình bà dương mình pra ở bàn ca khung khuôn khăn ông rịa ca là nửa thế. Cứ thao vị ái nâng bàn đà lôi về miền ca ông pư tư đồn cám rư khó ca thơ bà prất ca mình lọ. Chị bí xét nửa khăn ông ca rần này rồi bỏ hòa chôn trời cháu nế cứ thao ta miền miền rư khó thơ lọc miền nâu dân tờ ca nửa khăn ông chế bạp Campuchia thế. Bọn ta vừa thất nước rau dốt ta thì ca này ông chung lùm chung rè vì xâm mạnh đâm bấy nâng đọt xe rái nước ca chọt bạc cắn nước thao vì miên cầm hô hà vấy nước khăn ông nị tệ vị thi rồi bỏ tổ là ca dư thịa. Mịt ra đọp này sẽ bạp ca riêng chom xa lá cái đây mà bọn bùn rồi ca xa bấy ban chai anh tha xa lá ô tô. Miền xe mặt kết khăn ông ca thua xa vana ca bận nâng ô tô bì tổ là ca dụ thía. Đôi chìa xa xe vực khiêm bàn bình chạy phim xâm mình ní. Lực lên tè cạn này nó cứ tha bàn chọc ngày khai mê xa cho nàm bòn bì bòn bàm bì để tha ca bằng ca nơ tổ là ca ní. Cứ tha mê thư vi ca bìa mình bạch mà bình chạy phó tăng tha khuôn bàn bà xích khăn ông ca lực bận nâng ô tô nó tì. Tạm bất, đã thà bàn tự tuôn sổ bìm sân mạnh nữa, kể bàn chứ rơ thà mình thuê bình đẳng nụ.
ptoi te vinh mun mien omnach avai robah ong chumnum chumreh na muay nei ong chumnum chumreh vi samay ni knong ka patdeset kae sub tamrau rư ko kae prae ណាក្តីនៅសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់តុលាការណាមួយបាទក្រៅតែពីអង្គជំនុំជម្រះវាសាមញ្ញរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអំណាចបែបនោះគឺថានឹងត្រូវតែជាអំណាចដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការអនុម័តនៅជាច្បាប់ដែលបង្កើតតុលាការនេះឯងហើយមិនមានច្បាប់ជាលក្ខដែលចែងខុសពីនេះនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងចំណុចសន្និដ្ឋានបញ្ចប់អង្គជំនុំជម្រះដូចជាអង្គជំនុំជម្រះឬក៏អង្គជំនុំជម្រះសាលាកំពូល ក៏មិនមានអំណាច ក៏ប៉ុន្តែមានកតបកិច្ចក្នុងការពិចារណានៅអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃបណ្ដឹងរឿងក្តីនីមួយៗដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការឃុំរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងការកំណត់សម្រេចនៅការដាក់ទោសរបស់ខ្លួនឬក៏ចេញជាដំណោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការនោះ ខ្ញុំសូមជូនសំអាងដែលថានេះហើយជាមូលហេតុដែលយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលយើងមាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅការតែកលហើយក៏របស់យើងដែលថានៅក្នុងពេលនេះហើយដែលបញ្ហាត្រូវបានលើកឡើងបញ្ជាក់ដោយស្របច្បាប់ទាំងស្រុង ការដែលរៀបចំច្បាប់ ECCC គឺបានមិនបានបង្ហាញជាក់លាក់ទៅលើដំណោះស្រាយ ហើយក៏មិនបានចែងយ៉ាងច្បាស់ នៅក្នុងយុត្តាធិការឬសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន គឺបានបន្ថយនៅភាពជឿជាក់របស់ អបតក អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា ខ្ញុំបានដាក់ជូននៅការធានាដែលល្អបំផុតតកតងទៅនឹងភាពជឿជាក់ហើយនិងសុចរិតភាពរបស់ស្ថាប័នមួយនេះ គឺការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងមុតមមតកតងទៅនឹងអង្គហេតុ នៅក្នុងការបំពេញសមត្ថកិច្ចឬយុត្តាធិការរបស់ខ្លួន ហើយគឺជាការពិតណាស់ គឺអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នារំពឹងនឹងចង់បាន ជាចំណុចចុងក្រោយ មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ សម្រាប់ការដោះលែងនៅមុនការវិនិច្ឆ័យនេះ ខ្ញុំបានដាក់ជូនការផ្ដល់សម្អាងម្សិលមិញរបស់មេធាវីដែលគួរតែដាក់ក្នុងស្ថានភាពមួយសមស្រប ជាការពិតណាស់ គឺការចោទប្រកាន់ប្រហែលជា 80 នៅក្នុង ICTR គឺស្លាកដីដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ គឺមានបុគ្គលដែលជាប់ចោទប្រកាន់មួយប៉ុណ្ណោះ ដែលបានផ្ដល់នៅការដោះលែងមុនការវិនិច្ឆ័យ គឺអ្វីដែលខ្ញុំដឹង នៅក្នុង ICTY តុលាការរបស់អតីតយូហ្គោស្លាវី
About a dozen indeed. I've been so released. But those released. ហើយ អ្នក ទាំង អស់ នោះ គឺ អ្នក ដែល ថ្នាក់ ទាប ហើយ អ្នក ទាំង អស់ នោះ ត្រូវ បាន ធានា ដោយ រដ្ឋាភិបាល ចំណុច ចុង ក្រោយ របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង តុលាការ ពិសេស សេរ៉ាឡូន គឺ គ្មាន នរណា ម្នាក់ នៃ ជន ចុង ចោត 11 នេះ ត្រូវ បាន ដោះ លែង ឡើយ ដោយដែលសហការីរបស់ខ្ញុំបានលើកឡើង ខ្ញុំសូមលើកឡើង មុនបញ្ចប់នៃការជូនសំអាងរបស់ខ្ញុំ ចំណុចមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសារណារបស់មិត្តតុលាការឬភាគីមិនមែន ជាភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះ ខ្ញុំ សូម និយាយ ជាមុន ថា គឺ វា មាន លក្ខណៈ វិជ្ជមាន គឺ ចំពោះ អ្វី ដែល ខ្ញុំ គិត តាក់ទង ទៅ នឹង ការ អញ្ជើញ របស់ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ នេះ ដើម្បី ឲ្យ ភាគី ទាំង អស់ នោះ ចូល រួម នៅ ក្នុង រឿង នឹង គឺ 6 នាក់ បុគ្គល 6 នាក់ ឬ ក៏ អង្គការ 6 នាក់ 6 អង្គការ គឺបានបង្ហាញចំណុចសំខាន់ទៅលើការគិតពិចារណានិងការស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អនិងក្បោះក្បាយដែលវាបានបង្ហាញទៅលើចំណុចពិសេសហើយខ្ញុំជឿថាវាគឺជាតម្លៃមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយតាមដែលអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺមិត្តរបស់តុលាការត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យដោយសាលាអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីជួយក្នុងការកំណត់ទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ជំនាញផ្សេងៗដែលមិនមាននៅក្នុងតុលាការហើយប្រហែលជាអាចជាទស្សនវិស័យភ្ជាប់ ជាមួយនឹងភាគីឬក៏តុលាការផងដែរ ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងគឺមានសារណាចំនួន 6 ដែលបានផ្ដល់ជាគោលគំនិតផ្សេងៗជាច្រើន គឺសារណាទាំងអស់នោះគឺមានទាំងការសារណាដែលបានហុចដោយដៃផងដែរ ឬក៏កាហាន បានស្នើថាអបតកមានអំណាចពិនិត្យមើលទៅលើយុត្តន្តការរបស់តុលាការផ្សេងទៀតតាមកតាបកិច្ចដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិគឺសារណារបស់ស្តារីងហ្គិនបានលើកឡើងថាច្បាប់ របស់តុលាការគឺបានគាំទ្រទៅលើសំណើនេះផងដែរយើងសូមលើកឡើងទៅលើការជូនសំអាងរបស់យើងខ្ញុំថាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយ ដែលបានស្នើថាអវតកឬអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺតាមនីតិវិធីជំរុញឬក៏មិនអាចពិនិត្យទៅលើនីតិអនុគុលភាពឬភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ដីកាតុលាការយោធាឡើយ យើងបានធ្វើការកត់សម្គាល់របស់កាហានសាធារណៈរបស់លោកកាហានបានលើកឡើង
rưu có hạ đôi chìa lực làng thà nị tệ vệ thi ní ai bình dì ai bà tam ca rùm lộp cam tư sức đây này ca rùm lộp đồng nà ca nị tệ vệ thi ní cứ đồng nà sài tiếng ngọt nu cứ mình bàn lực làng đòi mì tiêu ví hồi dân nhóm xôm lược lang nữ tệ lại co là bọn dân nhóm đòi phải từ lừa giật tài sản đại miền chia thô là miền đôi đặc nhóm bàn chùm riêng nhóm xong xin ai bí nất lời cho tất xác đại công phong ăn ở vọt hỏi nâng tẹt lại có môi chùm nôn tiết đại bàn lực là đòi phía kỳ mân mên phía kỳ mất là cá hỏi nâng xong nào xem xin rư cô xong nói xong ám xin xin đại mân trâm tơ tam cho tất xác hỏi cư nhóm kết tha cả bắt đầu nơi cùng nứt xem xin nó cư chia chùm nói nông cả nụ vi vọt môi đỏ lo xâm rạp tô la ca ni hỏi nâng ca bì cha ra nà ta lời chùm nói môi chùm nôn đâm bây chìa ca bình chọp ta lời chùm nói nếch nhóm xôm thua ca cọt xâm qua chia sẵn khai môi chùm nôn ông khuất tật căm đài tô la ca chọt bật căn cư chia bà nhà hà đại bồi bà rộm thương ngô xâm rạp bà chìa chôn Campuchia. Hồi có chìa ca bồi bà rộm rô bà hạ công ăn rạ chìa tăng mù phong đài. Đồ chân này hồi cư nhẹ tăng ngọt nô trời tài cắt tô trời tài cho bà căn đòi miền bà sật tập hiệp. Nhưng nà cả đòi dương chìa giả hạ bà nhà cư ban bì cha rà nà dân thà ca cho bà cắt tăng ọt nô cư vì mình bà bò tà lờ à vầy rư mình ban chậm nay tà lờ bà nhà hà xem xên tà là ca ní chị rùm chì mùi nâng bà chìa chôn Campuchia cư thiên nì tà lờ lạc tập hiệp cư đàm bây quạt trong ban tà lờ ca cư quạt thiên nì tà lờ ca đại mình ăn uống khó ta lời yết để thoa đại khang thả bệnh nhà kết thả vi chỉ phao tháp bom mũi đại khăng khi nhóm miền ở rầm kết thả với đại miền ca khmer yên đôi đại cứ khang hạ cà rây này ăn đại chiên mà khang tiện cứ bàn đo là ca nở ca lược lang đại toal rồi bỏ bọc cổ bị cắt sẹt nó không khai với phía cứ nơi bên nu cứ việc chỉ ca sầm rách đỏ lầm bạ tẹt tôn tình nâng ca ăn ở vọt cho bắp này tờ là ca đại bàn thua là rịp chồng làng này phần tài cứ nhóm kết hà vì mình chạm bạch không ca kết bị cha na tờ lời ca lực lang chỉ lạc nạ bọc cổ hồi dương mình cua đo cả chưa chẹt ra lời chậm nói nắng đòi xa đặc nhầm chưa dòng một mồm thà cứ việc ban cho bằng trăng ẩm pì cạp đặt nhà rồi bọc nhóm room tiếng dịch đây xong rách rồi bọc tala ca nâng nâng tala ca ni đâm bay tiền nia thà bà sân chỉ chậm bà cứ dương trời tài to tăng ở miền ca chậm nè chậm chậm nè đòi giật thua nó không có crop khăn này tờ là ca nâng ca vị phía tờ lớp này chụp bập hồi nâng bắt ở than đại phẹp bòn cứ ban bắt đầu chún hồi ban bằng hán mình miên hẹt phòl nà mùi đài tầm râu nó không thân ạ chết rư ổn thả chết nụ tê đâm bay nâng
ដកចេញឬក៏កែតម្រូវនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតនោះដែលតាក់ទងទៅនឹងការឃុំខ្លួនដោយតុលាការយុធានោះជាពិសេសទៅទៀតមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺធ្វើឡើងតាមវិធានទីក្នុងស្របទៅតាមស្តង់ដាដែលអនុវត្តហើយនឹងច្បាប់ដូចដែលមានចែងនៅក្នុង ចំណុចហកសិបបីប៊ីខដែលធ្វើឡើងដោយសហប្រិយញ្ញាបានបញ្ជាក់ឡើងហើយគឺថាដូចដែលខ្ញុំបានឆ្លើយបានពណ៌នាដូច្នោះដែរស្រ័យហេតុនេះអង្គជំនុំជំរះគឺថាសូមឲ្យជំរុញឲ្យអង្គជំនុំជំរះច្រានចោលលោកាឧត្តរហើយនឹងរក្សាទុកនៅការឃុំខ្លួននៅជនជាប់ចោតជាបន្តទៅទៀតហើយសូមជូនសំអាងដោយសេចក្តីគោរព សូមអរគុណអង្គសាវនាការសម្រាប់ 15 នាទី សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គបុរេអ្វីដែលសហប្រិយរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញមាន3ចំណុចសហប្រិយទី1ចំណុចទី1សហប្រិយរាជអាជ្ញាខំព្យាយាមទាត់ចោលពុំទទួលស្គាល់ធរៈវេលានៃការឃុំខ្លួនកន្លងមកនៅតុលាការយោធា ដោយលើកយកលេសថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទើបតែកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 22 ខែ 6 2007 ឯការឃុំខ្លួននៅតុលាការយោធាគឺមុន អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញកើតទៅទៀតដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញមិនពិចារណាមិនមានសមត្ថភាពនឹងពិចារណាពីអ្វីដែលកន្លងផុតមុនកំណើតរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញបញ្ហានេះខ្ញុំជាមេធាវីសូមលើកឡើងថា របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានកើតឡើង 30 ឆ្នាំមុននេះទៅទៀតហេតុអ្វីក៏អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញយកមកពិចារណាបានតែសហប្រិយញ្ញាពុំបានលើកយកមាត្រាច្បាប់ណាមួយ ឬយុទ្ធសាស្ត្រតុលាការណាមួយមកអះអាងនោះទេពីម្សិលមិញខ្ញុំជាមេធាវីបានលើកឡើងនៅ4 ចំណុចថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវតែទទួលស្គាល់ការឃុំខ្លួនកន្លងមក
Pruh mietra pram roi bay. Krom ni te viti prumatuan nei prahrejia na chak Kampuchea. Ko ban kit banchol thera vilea nei ka khum khluon ban doh asan ni dai. Ni chia chom noch ti mui, dai khinyom kat sam kol. Chom noch ti pi, dai khinyom kat sam kol. Khoen tha sa ha prari anya, lược lang tai pi ong het. Doi tha, doi chia pa thiên so ma phai muối. Doi cầm tích chuôn rong kruo chiêng ma mơn buôn po né. Doi ban thua tia rôn cam xeng xeng chả nà. Doi chia đọ cả chó. Đôi chị bôm chiêm rồi hốt slap lặn nừng lặn. Ông hết ni. Trời túc lược nữ bê nị dây bị ông sạch đầy. Đại xóm rách thả trời phát đòn tia túc quất bà màn chân em. Tớp lược bị ông hết ni. Bê ni, nị dây tay bị ca không khuôn bọn đó à son bọn nó. Đói xa hạ bà riêng anh nha, xông ở không khuôn bọn tó. Tớ xa hạ bà riêng anh nha, dột cho bắp ấy, một xóm an ở không bọn tó. Mê thiê quý xông ở nơi cái ra khủng. Ta mê thiê quý dốt cho bắp ấy khá là một xâm an. Chia ruộm cư mân nị dây bí on hết nụ tì. Nị chia chấm nách tì bì. Chấm nách tì bay đã chấm cắt xâm quá. Cư khí nhóm. Mình chung tốt nâng ca bà râm. Khi nhóm mình chung tốt nâng ca phây khlách ở rô bó xa hạ bà đê nhà tê. Đại xa hạ bà đê nhà phây khlách thả đó lệch đức chìa bằng đó hạ xoan tứ. Khlách đức như tờ kiếp xong cót lưu xạ xấy. Khlách đôi chơi tư bằng phanh phó tán. Khlách đôi mình miên quá tà miên khôn ông đồng nào ca nị tệ vị thí. Khlách đôi nâng mình miên xoan tài sốc tòa khuôn. Tí prém cứ khôn ông chùm nội nâng tà đáy lưng cứ khlách bằng co miên ông bơ hăng xa. Bác bó đó sẵn đắp thân hộp xa thiệt ra nạ. Bác nhà hà ni. Khi nhóm mình vô tốt nâng ca bà râm, nâng ca phây khlách rồi bỏ giả hạng bởi rịa nhà tê. Bởi rùa chấp bắp, ạc nửa nhát áo bởi rịa nhá, bởi rùi bà râm. Chấp bắp ạc nửa nhát áo giả hạng bởi rịa nhá phây. Bọn tay chấp bắp bàn cầm nót chấp bắp, thà phây mùi chân năm mình mắt. Kì ai cho bắp ạc này nhát áo bà rìa nhá phây mở chân em thêm tiết. Bàn bì chân em. Bảo bì chân em hơi bà rìa nhá mình tuôn bắt phây. Cho bắp bọn to áo bà rìa nhá bà râm rưu cơ thập phây bàn mở chân em tiết. Chia ruộm máu. Sa hạ bà rì anh nha. Cứ cho bắp cầm nót ôi phây bàn tay bây chân em cút. Lớt ta mà thằng ấy mình bàn phòng. Ní bầm bây chân em bầm mùi khai. Mà chỗ đó ngay ní đọc mùi à bìm sao mấy đọc bìa. Bầm bây chân em bầm mùi khai đọc mùi thằng ấy á.
សហប្រជារាជអញ្ញានៅមិនទាន់បាត់ភ័យទៀតបើភ័យលួសព្រលឹងបែបហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា38បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថានឹងអាចឃុំខ្លួនបានលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងយើងមើលទៅមាត្រាច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់នៃការឃុំខ្លួនទាំងវិធាន 63.6 63.7 របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទាំងមាត្រា210នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា3ឆ្នាំគត់មិនឲ្យលើសទេដូច្នេះលើសពី3ឆ្នាំគឺជាការបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការបំពានលើវិធានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយក៏ជាការបំពានលើក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំជាមេធាវីការពារជួនត្រូវចោតខ្ញុំសូមតម្កល់នៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពីម្សិលមិញឲ្យនៅដដែលសូមអរគុណលោកប្រធាននិងសូមអរគុណអង្គបរេសូមអរគុណត្រង់ស្វារੂមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទមកខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានបាទមេធាវីតែងតែមានចំណុចដើម្បីបន្ថែមដើម្បីការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួនទី1ដោយរំលឹកឡើងគឺមាត្រា395នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌតកតងនឹងនីតិវិធីចំពោះមុខសាលាឧទ្ធរហើយថ្ងៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះគឺជាសាលាឧទ្ធរគឺជាអគ្គសភរិយអញ្ញាមេតវីគឺនាយីទៅតាមអ្វីដែលបានប្តឹងឧទ្ធរនៅក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិនិយាយចុងក្រោយមេធាវីរបស់គាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនឹងធ្វើនៅការកត់សម្គាល់ខ្លីមួយបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមទៀមទាសូមឲ្យការិយាល័យសភរិយអញ្ញាឆ្លើយតបនៅការឆ្លើយតបរបស់ពួកយើងហើយយើងក៏ស្នើសុំនឹងសូមឲ្យអនុវត្តទៅតាមមាត្រា395ហើយខាងមេតវីមានសិទ្ធិនិយាយចុងក្រោយបាទឥឡូវនេះបាទមានការបញ្យលតកតងនឹងការឆ្លើយតបទី1បាទដូចលោកមេតវីកាសវុតបានរំលឹកអំញមិញនេះការិយាល័យសហប្រិយអញ្ញាមានជឿជាក់បាទនឹងជឿជាក់នៅថាមានហេតុការណ៍អង្គហេតុដែលជនត្រូវចោទបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំសូមស្នើសុំ
ឲ្យអង្គបូរីជំនុំជម្រះដែលមាននៅសំណុំរឿងនៃការស៊ើបអង្កេតបាទនឹងសូមបញ្ជាពេលបាទនៅការដែលសេចក្តីប្រកាសនៃជនត្រូវចោទចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបាទជាពិសេសគឺជាពិសេសគឺការប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2007មកខ្ញុំស្នើសុំផងដែរជាពិសេសសូមឲ្យយល់ដឹងពីគឺនៅសារណា2ដែលតេសេដោយជនត្រូវចោតនៅសារណា2ដែលតេសេដោយជនត្រូវចោតហើយដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺថ្ងៃទី2ខែ3ថ្ងៃទី2ទី3ខែតុលា2007អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតាមរឿងនេះពីព្រោះថាដោយសារតែសារណាទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានប្រគល់ជូនដោយមានវត្តមានរបស់មេធាវីបាទសូមអភ័យទោសចំពោះខ្ញុំគឺសូមឲ្យមានការពន្យល់ពីសំណាក់នៃជនត្រូវចោតដោយមានការវត្តមាននៃមេធាវីជាជាងការសម្ភាសន៍បើជាមួយនឹងអ្នកកាសែតបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតាមបាទអញ្ចឹងយើងសូមសម្ដែងនៅការសម្ដែងនៅការខកចិត្តបាទខ្ញុំមានការដែលសម្ដែងនៅការកំណត់ផ្ទុយនៅការដែលបង្ហាញការលើកឡើងបង្ហាញអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការចាប់ដើមនៃសាវនាការនេះខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអង្គបរិយជំនុំជម្រះបាទសូមពិចារណានៅការប្រកាសរបស់ជនត្រូវចោតចំពោះមុខសាកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាជាងការសម្ភាសដែលត្រូវបានបានយកប្រមូលមកដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌស្របិសិពលបាទហើយនៅក្នុងរបៀបនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្ភាសដែលនឹងអាចបញ្យលនៅថ្ងៃណាមួយបាទហើយក៏មិនមានអ្វីដែលត្រូវជាប្រយោជន៍ទេបាទចំពោះអ្វីដែលបានប្រមូលនោះគឺមិនមានប្រយោជន៍ទេបាទលោកស្រីសហប្រិយអញ្ញាបាទខ្ញុំគិតថាលោកស្រីមិនបានឆ្លើយតបនៅសំណួរណាមួយសោះអ្វីដែលបានចោទឡើងនៅថ្ងៃនេះចំពោះមុខអង្គបូរីជំនុំជម្រះបាទប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំសូមយកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីបាទគឺជាពេលវេលាដែលយូរយារណាស់មកហើយគឺការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៃជនត្រូវចោទជាយូរយារណាស់មកហើយបាទជាការប៉ັດណាស់គឺអ្វីដែលលោកបានស្នើសុំលោកបាននិយាយថាគឺមិនមែនជាពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះទេគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៅចំពោះមុខនៅអង្គជំនុំជម្រះឬក៏បន្តមកទៀតនៅក្នុងឬក៏តាមរយៈបណ្ដឹងអតោហើយក៏បាននិយាយផងដែរថា
away the ban card lang, nuk nong jutisa, nuk natalaka on trachit. Good cheer, carpon to la mui, looks a hat prayer. Good cheer, rung kadai, nay bara guisa, to baita cheer, rung kadai borongsa, to baita rung kadai lubonga. Rung kadai tang no, good ban dat chun no. Ban dung chun, no knong on chum nom chumbre, no peel diet, dum naka, naka, soap and kit, mun rong cham, naka, cut day, nay on sick day no tea. Had the chine high. But look, Lusray, chow crom, had the chine banchi jung, put dung, but put dung, look, Lusray, chow crom, no tiny. Srop the time to the Sahara. Jung with them like Kunta, Pine Hatting Oni, Pine Handy Trout, Doss Rai, Catcadine, Pi Pilnito, Diamond Cham by Wrong Cham, Mun Cham by Wrong Cham, Rahota Doll, the Lack, Unchum Dum Chumbre, John Tip Nutti, Jung Munsna, some of Wife Say Nutti. គឺត្រូវតែពិនិត្យបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយលោកសហប្រញ្ញាបាននិយាយហើយត្រូវកាត់ក្តីកាត់ក្តីហើយនឹងដោះស្រាយអំពីបញ្ហាច្បាប់គឺជាអ្វីដែលត្រូវតែសម្រេចគឺត្រូវតែកាត់ក្តី Hãy vậy để lúc bệnh nhà bàn miên bà xa phong đái. Cốt bàn như vậy thả. Cứ chìa chào crom. Cứ chìa chào crom chùm đông chùm rét. Đại trâu tại cắt xích đầy rương bà nhà này. Bàn tay cốt bàn như vậy thả tăng bị bê lâu nít tứ. Hai tham tăng pi pi này tới cứ mình men chia sắm mặt cái giờ bà ông chum nôm chum rèo vị sắm mày tê sôm mưa là nữ sarna đại sa pre nhà ban đặt chun nữ khnông rừng bản đằng ở tôi nè cọt ban phật đòn chun nữ tẹt là hay có thả rừng ní cứ chia sắm mặt cái giờ bà tơ là cà chuan tiệp Hai mình men chia sẻ mặt cái rồi bỏ ông chum nong chum rèo vì sao mày thì mình tự tua coi trư nơi cả khung khuôn mình đo son đại bị dìa pel này nô tỳ hạn cả này nó cứ chỉ riêng thôn thơ mùi những sna som đo nè than dây tham mình miên sẻ mặt cái và cả tham mình miên sẻ mặt cái hai bình chun rừng cái đây ní từ ông chum đông chum rè thằng nào đầm bố hai dương ban prap chun phong đáy thả hai nơi chum phu mộc tà la ca đầm bố hai dương nâng lướt lang cả rừng nà hai mình men chia sâm mặt cách rộp bò ông chum đông chum rè vị sâm mạnh nó có nông ca sâm rạch thả ca không khuôn ní mình lẹ cả nạ rộm lộp bằng piên nụ tỷ Bà đôi khi nhóm bàn lực làng bìm xa lâm mình. Nhi miên này thả xa hạ bệnh ở nhà. Bàn lẹp bong tăng bì bê lấy lâu nì. Cứ mình tự tuôn dược nữ. Dương đọ. Dương mình đọ mộc vinh nữ cả cắt tô rập bò ở đôi. Hai nâng ca khôn khuôn đài rạy bìl môn ca cắt đài rạy bìl bằng bay chân nằm. Ta lúc lúc srei ta tuôn dùl prom rạp biếp nít đài rửa tế.
តើលោកអាចទទួលយកសហអ្វីដែលសហប្រិយអញ្ញាមិនបានឆ្លើយតបនៅក្នុងសារណារបស់គាត់បាននៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅក្នុងសាវនាការនេះនៅក្នុងមាត្រា 9នៅក្នុងកតិកានៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយ គឺដែលបានចែងថាមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការកាត់ទោសនៅក្នុងរយៈពេល1សមស្របឬក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបើខ្ញុំមិនបានឮទាល់តែសោះនៅសហការីរបស់ខ្ញុំនៃការិយាល័យសហប្រិយអញ្ញាមិនបានសំអាងយោងទៅលើ មាត្រា 9នៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងនយោបាយនេះទេបាទចំណុចកសម្គាល់ទី3ប្រសិនបើយើងលើកឡើង Nơi chút tới xa Barayakuza Rức co Lubonga Đại là nơi khăn ông chút tới xa nú Và sẽ cắt đây xâm rạch Nơi xa là ô tô Nơi khăn ông đầm nạ cá Nơi ca sơ bằng kết Và sân chơi dược lực là cả rần này ní តើដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទទីមួយគឺព្រោះអីគឺវាជាដំណាក់កាលនៃអង្គបរិយជំនុំជម្រះដែលយើងត្រូវពិភាក្សានៅបញ្ហានេះទី2បាទដើម្បីកត់សម្គាល់ គឺក្នុងករណីនៃរឿងក្តីបារាគូសាដែលជារឿងក្តីទី1អន្តរជាតិទី1នៅក្នុងរឿងក្តីបែបនេះបាទចៅក្រមមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយនៅអន្តរជាតិក្នុងរឿងនេះទេ ហើយពួកគេជាអ្នកបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះឡើងគឺតាមរយៈនៃទ្រឹស្ដីសិទ្ធិមនុស្សបើហើយតាមរយៈនេះដែរគឺដោយសារហើយគឺសហប្រិយអញ្ញាគឺត្រូវតែគោរពទៅតាមកិច្ចព្រម កិច្ចព្រមព្រៀងនៃអង្គការសហវិជាជាតិបាទលោកចៅក្រមបាទខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអនុវត្តនៅគោលការណ៍នេះទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើសុំគឺគោលការណ៍នេះគឺបានរំលឹកឡើងវិញនៅក្នុងរឿងក្តីរ៉ាម៉ាគូបា គឺនៅក្នុងតឡាការប្រមត្តនអន្តរជាតិសម្រាប់វរ៉ាន់ដាតាមរយៈទ្រឹស្ដីនៃអំណាចផ្ទាល់យុទ្ធាធិការទាំងអស់គឺមានអំណាចយ៉ាងឃើញច្បាស់ដើម្បី បំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបាទមិនត្រូវនិយាយថាបាទលោកចៅលោកសហប្រិយអញ្ញាមិនមានធៀបណាមួយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ
ៅចំណុចដែលបានចោទស្នើសុំចំពោះលោកលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះទេគឺលោកលោកស្រីមាននៅអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែរកនៅដំណោះស្រាយដែលសមស្របមួយដោយសំអាងទៅលើគោលការណ៍នៃអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដូចជាពិសេសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺមាត្រា9នៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិបុរសនិងនយោបាយគឺជាផលប្រយោជន៍តែមួយគត់សម្រាប់យើងដើម្បីជាការយោងនៅក្នុងរឿងក្តីបារារុយសានិងលូបងការនិងរឿងក្តីផ្សេងៗទៀតពីព្រោះខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅក្នុងរឿងក្តីនោះបាទមេតវីនៃជនត្រូវចោទស្នើសុំការធ្វើមុខៈនៃនីតិវិធីគឺមិនជាករណីដែលយើងកំពុងតែស្នើសុំនេះទេយើងដឹងហើយថាវាមានការរំលោភមាត្រា9នៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិបុរសនិងនយោបាយយើងបាននិយាយថាជាមួយនឹងសារណានៃអ្នកដែលមិនមែនជាភិក្ខុក្នុងតុលាការបាទជាពិសេសគឺសារណារបស់មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមគឺលោកស្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការពិនិត្យលើការរំលោភបំពាននេះហើយយើងបាននិយាយថាគឺលោកស្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនការនៅសំណងការសងយើងបាននិយាយថាការជួសជុលនេះសំណងនេះអាចជាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់ឬក៏សេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងបន្ទាប់ពីការសម្រេចសេចក្តីសាបរជន់ត្រូវចោតនឹងមានសិទ្ធិមានការទទួលនៅសំណងអាចជាហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសបើត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យរួចខ្លួនឬក៏អាចបន្ថយទោសបើសិនជាគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យកាត់ឲ្យមានទោសគឺកាត់បន្ថយនៅទោសគឺជាការប៉ិនណាស់គឺមានន័យថាជាការកឹកគូទៅដល់រយៈពេល8ឆ្នាំដែលបានឃុំខ្លួនដែលកើតមានហើយប្រសិនបើលោកស្រីមិនកាត់ក្តីថ្ងៃនេះរឿងនេះទេតើអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចនៅជំនួសលោកស្រីចំណុចទី4បាទដើម្បីបច្ចាការព្យាយាមជៀសវាងនៅបាទខ្ញុំបានឮថាលោកសហប្រញ្ញាបាទវិលត្រឡប់មកបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលខាងមេតាវីមិនបានអនុវត្តនៅសិទ្ធការនៃការប្តឹងឧទ្ធរដែលអាចធ្វើបានបើប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួននៃជនត្រូវចោទតាមដែលធ្វើឡើងដោយចៅក្រមនៃតុលាការយោធាមកខ្ញុំមិននិយាយរឿងនេះទេព្រោះឲ្យខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះពីម្សិលមិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទាមទារថា
ដែលទៅតាមអ្វីដែលទៀមទាដោយតុលាការអឺរ៉ុបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺពេលនេះនឹងមានការប្តឹងមួយដែលពិតប្រាកដប្រសិនបើយុត្តាធិការជាតិអាវីអេតេអនមឺស៊ូរបានមានវិធានការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះការជំនុំជម្រះអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ Dương mình miên bộ tầm miên nâu tì nít tê thằng ngày nì. Bởi sân bà ông chùm nông chùm rèh vị xâm mạnh bàn bằng cát. Cứ chìa ca bật ná, bị prú tha dương bàn vi đầm lại thá. Cứ chìa ông chùm nông chùm rèh ní hai đèn miên xâm mạch cách nông ca cắt cắt đây. Nẹ tật tuôn khó trâu. សំខាន់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដោយសារតែតន្តការតន្តឹងរងចាំនៃការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនេះដែលដូចហើយមានមិនជាការចៃដន្យទេ Hai mình men chỉ cả chạy đón Tết để thả lục đối trợ bàn chỉ chôn tìm mùi để trợ bàn chào bà càng. Và đối trợ bàn kì khùng khá luôn. Kì trợ bàn rạ xa tốc đầm bay bà cô chôn tạ oi ong chùm nôm chùm rè vị xâm bành. Và lục xây chào cỏm xôm mê ta. កិត្តគូពីស្ថានភាពនេះនៅសិក្ដីសន្និដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ដែលអាចចោទឡើង បាទយ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកស្រីសហប្រិយអញ្ញា ដែលបានមានប្រសាសន៍ពីម្សិលមិញថាប្រសិនបើនៅក្នុងសំណុំរឿង នៅក្នុងសំណុំរឿងនៃសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមាននៅផុសតាងដែលមកពីតុលាការយោធាបាទផុសតាងទាំងអស់នោះអាចទទួលអាចរកបានគ្រប់មធ្យោបាយនេះគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេ តើអ្នកណាជាអ្នកប្រគល់ជូននៅសំណុំរឿងនេះទៅសហចៅក្រមសិបអង្គិតគឺជាសហប្រិយអញ្ញានៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញដែលផ្ដល់នៅសំណុំរឿងនេះទៅសហចៅក្រមសិបអង្គិតតើធ្វើតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចតើសហប្រិយអញ្ញាអាចទទួលមាននៅឯកសារទាំងនោះនៅក្នុងដៃ យ៉ាងដូចម្តេចពីសហចៅក្រមពីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការយោធាបើយើងសួរទៅគាត់យើងជាកាពិតណាបើកំណត់ហេតុនៃចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតុលាការយោធាមិនអាចកើតឡើងតាមរបៀបធម្មជាតិនោះទេ បើសិនជាមាននៅក្នុងសំណុំរឿងនៃសហប្រិយអញ្ញាពីព្រោះដោយសារតែវាត្រូវបានបញ្ជូនដោយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការយោធាបាទដូច្នេះវាមានការបន្តមានការរួមការត្រូវរូវគ្នារវាង ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការយោធានិងសហប្រិយអញ្ញានៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ
នេះគឺផ្ដល់នៅហេតុផលយ៉ាងខ្លាំងដែលថាតុលាការអង្គជំនុំជំរះមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការកាត់ក្តីឬការរំលោភបំពាននៃមាត្រា 9នៃកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយ បាទចំណុចចុងក្រោយ មកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការគោរពសិទ្ធិការពារខ្លួនសម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទសម្រាប់សោតនីកម្មដែលប្រទេសកម្ពុជាបានរងគ្រោះ បាទដោយសារតែយើងគោរពនៅចំណុចទាំងអស់នេះហើយគឺទើបយើងស្នើសុំឲ្យមានយុត្តិធម៌ដែលគោរពខ្លួនឯងនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏និយាយផងដែរទី 1 គឺផលប្រយោជន៍នៃជនរងគ្រោះដែលមានតុលាការមួយអង្គជំនុំជំរះមួយដែលគោរពនៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃច្បាប់អន្តរជាតិបាទលោកសហប្រញ្ញាបើសិនជាខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាត បានការដែលលើកសម្ដីរបស់លោកគឺជាការពិតណាស់គឺខ្ញុំគិតថាលោកមានការគិតគូរនៅការគោរពនៃគោលការណ៍នេះគឺជាការពិតណាស់ខ្ញុំស្នើសុំទៅខ្ញុំក៏ស្នើសុំទៅលោកក្នុងការដែលខ្ញុំអាចការពារកូនក្តីរបស់ កូនក្តីខ្ញុំបើគឺថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺចោទជាបញ្ហាគឺដូចជាលោកបានទទួលស្គាល់យើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញនៅដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ហើយយើងស្នើសុំទៅអង្គបូរេនេះដើម្បីនៅសម្រេចនៅការជួសជុលសំណុំបាទគឺលោកស្រីចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចថាតើការជួសជុលនឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចគឺលោកជាស្រីអ្នកសម្រេចបាទខ្ញុំសូមអរគុណ ខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ចំណុចមួយបញ្ហាមួយដែលបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាមេធាវីការពារអ្វីដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនដោយតុលាការយើងនេះទទួលបានយើងនឹងពិចារណារបាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់សំទោសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមេធាវីថា អ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យនឹងបានពិនិត្យមើលទោះបីជាមិនបានកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍មូលហេតុដែលមិនបានចែងយោងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺថាពីព្រោះតម្រូវការនៃការរក្សាការសម្ងាត់ដែលបានចុចឡើងដែលមេធាវីបានលើកឡើងនៅពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសវនាការហើយដូច្នេះហើយយើងគោរពគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់នៃសំណុំរឿងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនអាចយក ចំណុចនេះវាមិនទាន់ចូលទៅដល់សំណុំរឿងទាំងស្រុងទេសហប្រិញ្ញាឡើងមានយោបល់តសូមអរគុណណាស់លោកចក្រមដែលអនុញ្ញាតឲ្យខាងសហប្រិញ្ញានឹងការឆ្លើយតបនៅចំណុចមួយចំនួនដែល
khang sa hạm mê tử vi bàn lực lang nộp bên này. Chỉ tầm bông này cứ chăm sóc lại top tên đằng mê tử vi kết lục ca sở vốt đại quạt lực lang nộp bay chùm nót. Đại tiện tương đằng ca xâm lịch than rồi bọc khang sa hạm bề nhà. Chùm nót tìm mùi để bàn lực lang tha khang ca rạy giá lây sa hạm bề nhà chia diêm trong ca bắt đầy sạch. Mình tự tùa sổ, nì rõn đập hiếp rồi bỏ tổ lạc ca dô thiê, mọc ông chùm nông chùm rẹt dưỡng nì. Đói lúc lược tha ca khung khuôn nâu tổ lạc ca dô thiê nâng tổ lạc ca ông chùm nông rẹt nì, miền tầm đẹp tùm nông nì. Nì chìa vấy đầy lúc chìa dìm trong ca chuốc nì rõn đập hiếp, rồi viên tổ lạc ca dô thiê nâng ông chùm nông rẹt dưỡng. Vẫn tay dưỡng xa hạp rẹt nha, có bán á án nằm chìa dìm trong ca. Mình miên tùm nét tùm nông khá đi đây, đòi dương khá miên chấp bạp đàm bay tùm nét tùm nông đài ạc nửa nhát ở dương ạc nửa vót ở vây đài tù la ca chiếc ạc nửa vót có lo môn mô tỷ. Mình chán tiết lô bàn lực lăng tha kháng xa hạp rịa nha phụng bàn lực lăng ổng bí ổng chấp bạp nâng dốt tử xa nà muối đài ạc ạc nửa tỷ. Khi châm xô mình chết lô tha không cả ở đây tha môn nâng cháu đó ông cháu bắp nâng dốt ở xa để tiện tương đúng không? Dương trâu bị cha rả nà mơ tha ta dương tờ tùa con thì rõn đập hiếp bi tờ la ca dô thía nâng ông chùm nông chùm nè chùm nông chùm rạc dương rừng nâu. Bỏ sân bà dương tờ tùa con dương nâng miên cả bọ sai đòi si chùm rơi tờ không tiết. Còn tay bên ấy dương mình tờ tùa Skoal nâu nì rõn đập hiếp rô viên tờ la ca dô thía nâng ong chùm nông chùm rạch dương tê. Đội đại dương bát bọ sài ca bìm xa lâm anh chân. Ta hết ấy vì miên lẹ cả nạ ấy ban dương mân tờ tùa Skoal là sao vì miên lẹ cả nạ bì xe. Đội đại chấp bác ban cháy. Dương đăng hai dương tha dương chê chạc krom dương chiếp xa hạ bệ nha. Rư gò chiêm mê thử vi. Sốt tay ạ nở vót tờ tám chấp bác đại ban xa xe. Nói chứ nè, khốn nông chấp bác này bầm miên ở vấy để chán chấp bác. Tha xa hạ bà rìa nhá, trời tay tờ tùa dọc ở vấy để khang mê tử vi xa xong nụ tỉ. Chẳng đầy lúc lực lang tha chấm nọt ní dương mệnh bàn chlai nông ông chấp bác nụ. Mù là hết đầy dương mệnh chlai cứ viên chẳng ảnh. Mùa tiết tiện tông nâng chùm nọt tìm mùi nâng đáy lúc bàn lực lăng ông bì tổ la ca Campuchia để trở tay tổ tù Skoal nông ca khung khuôn đôi đại miền tranh khăn ông biệt ta pram rồi bay. Sự đây bì ca rõ bằng chô này ca khung khuôn bằng to hòa xoan bì tổ la ca chết. Chùm nọt ní có việc tiện tông đôi khẳng lơ để khi ông bọ xa ra hình chăng. Một nàng chiên đo chùm nọt nàng ban lột ra tại dương tờ tùa Skoal nâng nì rõ nập hiếp nâng sân. Hai phòl dương ban lược hào dì dạc bêl tăng sâl mênh rồi hốt đo bê nê xa hạ ca rây bọc nhóm ban lược lăng nập rực nịt đáy cư dương ban bằng chạy dàng chấp bát tha lẹ cả nạ khóc nìa giang đồ mật đạch nô. Hai tây đại dương bằng ai tờ tùa dô ban khăn ông ca án nô vọt bằng tò. Dương ong chùm nôm chùm rea nập bê nì. Nhóm giả hạ về nhà tháng 2 nè nơi bên này. Đại nhóm tướp để chấp đám ca nghi ở nơi bên này. Hai đại chìa bắt bình chiếp tới khi nông. Đại chô chìa thơ rồng biên. Cả từ tháng 2 tìm mà phê bì khai vào môi. Cho nàm bì bọn một bên này. Ta hai ấy ban kê bằng ca bì thiên tế khi nông. Hai ấy có dương tha dương mân tử tùa khó trâu. Bì môn mòn nụ tì. Chấm nốt tì bì. Chúng nó tìm bí lúc lực lăng ông dây ông bí tha kháng xa hạ bệ nhá bằng lực lăng nở bí ông hạt. Đại là tiện tương nâng ca bảo bất rộp bó chân trời cháu. Dương trời dư là tha nông cả rần này người ta học sập bay chọc bay nè. Bài dương mình chưa chết. Có rư có xa hạ chạc rộm xưa mừng kết mình chưa chết. Hạt chôn trời cháu nó, lọc bàn bà bật bọt là mực tế đúc. Có dương mình ách bằng hai nâng cháu chôn nó bàn này. Được chứ nè, việc trời tại bằng hai
អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចោទថារឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជននោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តនៅសម័យនោះមែនទើបយើងមានការចោទប្រកាន់ខ្ញុំមិនបកស្រាយអ្វីដែលស៊ីជម្រៅទេខ្ញុំយល់ណាស់ថាអង្គបរេជំនុំជម្រះពេលនេះគឺជាគាត់មានទួនាទីកាត់រឿងមួយមុនអង្គសេចក្តីមិនមែនកាត់អង្គសេចក្តីទេខ្ញុំយល់ ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាបើយើងមិនលើកអ្វីខ្លះនោះទេកុំថាឡើយចក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាធារណជនក៏គាត់មិនអាចយល់បានដែរថាយើងចោទប្រកាន់ដោយយងលើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានព្រះអញ្ញាលើកនៅចំណុចខ្លះខ្លះយើងមិនបានស៊ីជម្រៅទៅអ្វីនៅក្នុងអង្គហេតុនោះទេប៉ុន្តែយើងបានលើកអ្វីដែលថាយើងជឿជាក់ក៏ដូចជាសហចក្រម សឹមគេតដែលគាត់ជឿជាក់នោះដែរបើយើងគ្មានជឿជាក់ទេមេត្រា61ចុច3យើងមិនអាចចោទបានទេហើយក៏មិនអាចឃុំខ្លួនបានដែរចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី3តេតិននឹងការលោកដែលលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់សហប្រាជ្ញានៅអង្គជំនុំជម្រះយើងនេះខ្ញុំព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំមិនភ័យទេដោយសារអី លោកបានលើកថាប្រាជ្ញាភ័យប្រមាណឆ្នាំមិនបាត់ភ័យសោះខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីព្រោះទួនាទីប្រាជ្ញាតើត្រូវធ្វើអីខ្លះច្បាប់បានចែងដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតថាអ្វីដែលច្បាប់បានចែងយើងត្រូវតែអនុវត្តទួនាទីរបស់យើងទៅតាមច្បាប់ជាមួយគ្នានឹងដែរលោកបានលើកអំពីបញ្ហា ការឃុំខ្លួនរយៈពេលឃុំខ្លួនដែលប្រាជ្ញាលើកដែលតុលាការយោធាបានអនុវត្តកន្លងមកនោះហើយមិនព្យាយាមនៅតែមិនទទួលស្គាល់នេះខ្ញុំមិនបកស្រាយទេដែលថាយើងមិនចង់លើកអ្វីដែលដដែលហើយវានេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយដែលយើងលើកសរុបជាសេចក្តីមួយដែលឆ្លើយតបអ្វីដែលខាងប្រាជ្ញាជាតិ បានលើកឡើងក៏ដូចជាសុំទោសខាងមេធាវីហើយនៅជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិបានលើកឡើងចំណុចនេះគ្រាន់តែខ្ញុំលើកចំណុចអង្គហេតុមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកបានលើកឡើងថាការភ័យព្រួយក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់ជនត្រីចោតក្នុងការឃុំអីនោះលោកលើកបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏បានលើកហើយខាងសហប្រាជ្ញានេះក៏បានលើកឡើងដូចគ្នា អំពីការភ័យខ្លួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ជួលបានលើកឡើងចំណុចដែលថាគាត់រស់នៅដោយសុខសាននេះខ្ញុំឯកភាពក្នុងរយៈពេលដែលលោកលើកឡើងនេះថារស់នៅ20ឆ្នាំមិនដោយសុខសានតើវាមានលក្ខខណ្ឌអីដែលអាចរស់នៅដោយសុខសានគេមិនដែលស្គាល់ទេដូច្នេះការរស់នៅពីមុននិងឥឡូវវារស់នៅដោយខុសគ្នា ដូច្នេះខ្ញុំបានលើកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយពីជនត្រីចោតបាននាំខ្លួនមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះយើងនេះគឺត្រូវបានសាធារណជនក៏ដូចជាសាព័ត៌មាននានាបានដឹងបានស្គាល់គ្រប់តាមមធ្យោបាយទាំងអស់ដូច្នេះពីមុនហើយនឹងឥឡូវពេលនេះគឺមិនដូចគ្នាទេការរស់នៅបែបលាក់មុខ តាមដែលគេមិនស្គាល់វាជាលក្ខណៈមួយដែលផ្សេងខ្ញុំនឹងឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ឆ្លើយនៅចំណុចមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែបញ្ហាសំណុំរឿងដែលលោកហ្វ្រង់សូរូដែលគាត់បានលើកឡើងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការិយាល័យសហប្រាជ្ញាមិនបានស្នើសុំលិខិតណាមួយជាផ្លូវការដើម្បីទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការនោះទេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំលើក ហើយជាមួយគ្នានឹងដែរក៏សូមលើកបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខាងមេធាវីលើកឡើងពីមុនទេគឺមេធាវីហ្វ្រង់សូរូក៏លើកអំពីបញ្ហាដែលលោកបាននិយាយថាចក្រមនៅពេលនេះមិនជំរះក្តីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធអូខេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទៅការកាត់ក្តីដូចជាការរំលោភនីតិវិធីដែលមិនគោរពទៅលើ
កតិកាសញ្ញានៅក្នុងសិទ្ធិបរតនិងសិទ្ធិនយោបាយនោះខ្ញុំគិតថាពេលនេះជាកម្មវត្ថុដែលយើងនិយាយអំពីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទនោះបន្តឬក៏ដោះលែងខ្ញុំក៏មិនជំទាស់ដែរនៅអ្វីដែលចក្រមសាលាដំបងគាត់ពិនិត្យឃើញថានៅពេលដែលគាត់ចេញជាសាលក្រមថា ជននោះគ្មានទោសនឹងមានសំណងប៉ុន្តែបើជននោះមានទោសនឹងត្រូវបន្ថយទោសនោះប៉ុន្តែសួរថាអ្វីដែលអង្គបារេជំនះជំនុំជំរះនៅពេលនេះសម្រេចតើគាត់មានសម្រេចទៅដល់ការផ្ដន់ទោសទេ គឺសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់គឺមានត្រឹមតែសម្រេចក្នុងការដោះលែងឬក៏មិនដោះលែងឃុំបន្តទៅទៀតឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្តអាសន្នឬឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្តអាសន្នឬមិនឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះនេះជារឿងមួយដែលមុនអង្គសេចក្តីដោយឡែកអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋឬសិទ្ធិនយោបាយសហប្រជាជាតិយល់ណាស់អំពី កតិកាសញ្ញាដូចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញយើងនេះចាសូមអរគុណហើយជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំសូមឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងឆ្លើយនៅតបមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការដែលស្នើរបស់មេធាវីខ្ញុំមិនមានអ្វីបន្ថែមទេសូមអរគុណ សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គបរេចំពោះអ្វីដែលសហប្រជាជាតិបានលើកអំបញ្ញមិញនេះសហប្រជាជាតិនៅតែព្យាយាមថាគ្មាននិរន្តរភាពជាមួយនឹងតុលាការយោធាទេហើយពីម្សិលមិញខ្ញុំបានលើកឯកសារនេះជូនលោកចក្រមមើលហើយថាបើគ្មានទំនាក់ទំនងបើគ្មាននិរន្តរភាព ពីចុះហេតុអីបានជាមានសំណុំឯកសារពីតុលាការយោធាមកសំណុំរឿងនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញឬមួយក៏អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញយករើសបានឯកសារនឹងពីមកពីធុងសំរាមសូមឲ្យតុលាការពិចារណាខ្ញុំថាមាននិរន្តរភាពបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ បាទលោកលើកឡើងពីម្សិលមិញអំពីឯកសារដែលមាននៅក្នុងតុលាការយោធាហើយត្រូវបាននៅក្នុងសំណុំរឿងនៅក្នុង ECC យើងនេះបាទខ្ញុំសូមឲ្យលោកមេធាវីបញ្ជាក់អំពីឯកសារអ្វីបាទហើយអង្គជំនុំជម្រះយើងសូមយកឯកសារនេះមកផងបាទ
away the young penit milk, tha tu leik ke leik ai ka sa ni no knong sam nom rueng robos jeung ke tha mien tu leik chi chran no knong ai ka sa pon tae jeung mun ai kamnot atak sanya tha tha leik muoy na no knong sam nom rueng no te Look such a crumb. Nishia Kadato Mui that you ban Yopi Aikasana Mount, which young women so Pakai, room Pisa, Angli, they can call a cut. Hoy Nishia Lake Coat, they that Nishia Lake Coat, dial ECC Young, Thought Back Joe no computer. Hoy ECC Young, Jeanette bought Pride, Angli. Chia prang tiệt. Đã xong ọc cùng. Từ chuẩn trời cháu. Xong mọi người cháu. សំណួរខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពីកាលពីម្សិលមិញលោកមេធាវីកាសវុឌ្ឍបានលើកថាមានអំពើលើរូបរាងកាយជនត្រូវចោទនៅតុលាការយោធាដូច្នេះជនត្រូវចោទសូមឲ្យបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនេះបានច្បាស់បើមានសូមបញ្ជាក់អំពីភស្តុតាង bình chế ông pi than phiền đi, hãy bảo miến xong bình chế ông pi phật tăng phong, khâm xong lục giải cầm mệt ta, ở lục mệt thì bị khóc cất miếng bá sắc, xong đây là bọc cất bị mà sang mình mà đòn tiền được không về đi, lục mệt thì bị khâm miếng bá sắc mà sang mình đôi mình miếng tiền năng đây tiền bảo ជនត្រូវចោតបានឆ្លើយថាម្សិលមិញនេះលោកមេធាវីរបស់គាត់ពុំបាននិយាយពាក្យនឹងទេអញ្ចឹងហ៎បាទតាមខ្ញុំស្រាប់បានម្សិលមិញលោកមេធាវីរបស់ខ្ញុំមិនបានប្រើពាក្យនេះបាទធ្វើទៅតាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកមេធាវីតើមានបានប្រើពាក្យនឹងទេសូមគ្រប់លោកប្រធានពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានបកស្រាយថាពីព្រោះនៅក្នុងអីដែលទំព័រ40របស់លោកសាក់រីញ៉ាថា ការឃុំខ្លួនអូសបន្លាយពេលវេលានេះមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំបានបកស្រាយថាការឃុំខ្លួនអូសបន្លាយវាពិតជាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមាន 2 ថាមួយរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើរូបរាងកាយគេធាក់គេទាត់គេដំគាត់នោះអានឹងក៏ជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរហើយទី2ការអូសបន្លាយពេលវេលាដោយច្បាប់យើងកំណត់វាខុសច្បាប់កំណត់នោះក៏ជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំពុំបាននិយាយថានៅតុលាការយោធាគេបានវាយដំគាត់នោះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអញ្ចឹងសូមអង្គុយចុះខ្ញុំឯកភាពតាមយោបល់របស់លោកមេធាវីកាសវុឌ្ឍហើយនឹងជនត្រូវចោតពីព្រោះក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានជលិលអសររបស់លោកតាមខ្ញុំ ពីនិតទៅវាពុំមានន័យដូចនេះគ្រាន់តែជាការសួររបស់លោកចៅក្រមដើម្បីសួរឲ្យបញ្ជាក់សារជាថ្មីក្នុងការនិយាយដូច្នេះពុំមានទារុណកម្មលើរូបរាងកាយជនត្រូវចោតនៅមន្ទីរឃុំឃាំងតុលាការយោធាឡើយបាទ
ថាព្រះញ្ញាសូមផ្ដល់ជាមតិប្រសិនជាយើងដឹងថាគឺថាការបរិច្ឆេទនៃការជំនុំជម្រះបាទអាចនឹងជម្រាបបានទេយើងអាចគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាឡើងវិញថាការលើកឡើងដោយសហសហក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលថាជំនុំជម្រះនោះទំនងជាសំទោស គឺថាការស៊ើបអង្កេតទំនងជាបញ្ចប់គឺថាពាក់កណ្ដាលទី1នៃឆ្នាំក្រោយដោយដែលលោកជ្រាបបន្ទាប់ពីការសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់យើងគឺថាសំណុំរឿងបានបញ្ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះហើយគឺថាមានអញ្ញាធិការពេលកំណត់ដែលថានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាអាចនឹង បកប្រែមិនគឺថាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយគឺថាយើងអាចនឹងចូលដល់ពេលជំនុំជម្រះគឺថាព្រះញ្ញានឹងរួចរាល់នៅពេលនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបញ្ហានេះដោយសារមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ២នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះយើង ខាងសហប្រញ្ញាគឺដំបងយើងបានបញ្ជូនរឿងហ្នឹងសំណុំរឿងទាំងមូលតែម្ដងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនត្រីចោបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសហការីរបស់ខ្ញុំបានលើកឡើងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជារឿងមួយដែលបំបែកគឺជារឿងមួយដែលនឹងអាចសង្ឃឹមនឹងជំនុំជម្រះតែលើជនសង្ស័យមួយរូបនេះតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ព្រះញ្ញាអាចនៅជាងអល់បង្ហាញថាតើត្រូវមាននៅមានបញ្ហាអ្វីទៀតទេតកតងទៅនឹងការកំណត់ពេលនៃការដាក់អូតូនៅក្នុងករណីនេះហើយនឹងការអនុវត្តនៅវិធាន 75 ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្អាងដែលដាក់ជូននៅក្នុងដីកាសន្តានគឺថាអាចនឹងការបណ្ដឹងត្រូវបានលើកឡើងឬក៏ថាមាន មានការគឺអាចនឹងមានការបកស្រាយនៅវិធាន75នោះមិនត្រឹមត្រូវយើងបានសូមស្វែងរកឲ្យមានការបំភ្លឺនឹងចំណុចនេះយើងអាចនឹងជម្រាបជូនទៅមេធាវីដែលថាវិធាននោះគឺមិនច្បាស់លាស់បើយើងអានរួមជាមួយគ្នាតកតងទៅនឹងថាតើការជូនដំណឹងពី ឬក៏ជាសារណាទាំងស្រុងតកតងនឹងតលហើយក៏ដែលគ្រប់គ្រងនឹងឯកសារផតាងជាកុសលនោះគឺថាស្ដីណែនាំអនុវត្តតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងក៏បានអនុម័តហើយក៏មិនបានចែងច្បាស់នោះដែរហើយយើងត្រូវតែដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងបីពិការពិចារណាកែតម្រូវនៃវិធានដែលឲ្យចែងជាក់លាក់ គឺថាការជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងអតរគឺថាត្រូវដាក់បញ្ចូលតលហើយក៏ទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃបើមិនដូច្នេះទេបើយើងអានវិធានទាំងមូលដែលអនុវត្តនោះដែលមានន័យថាភាគីខ្លះគឺអាចដាក់គឺថាលិខិតជូនដំណឹងធម្មតានៅក្នុងយុទ្ធការផ្សេងៗដែលនិយាយថាខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអតរបន្តមកនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃ ហើយมันមានអ្វីកម្រិតបន្ថែមទៀតដែលតកតងថាអាចនឹងដាក់សារណាត្រឹមត្រូវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតុលាការនោះទេដូច្នេះតកតងទៅនឹងវិធានហើយនឹងភាសាมันបានចែងច្បាស់លាស់គឺថាថាសំណុំរឿងទាំងមូលត្រូវតែដាក់បញ្ជូនមកតុលាការប្រអង្គពរេឲ្យបានមុន 30ថ្ងៃដូច្នេះគឺថានេះជាការលើកឡើងអំពីថាការបកស្រាយក៏បីមានអីយ៉ាងមិន បាទអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបនៅចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់
ពេលវេលាលើកលែងតែករណីផ្ទុយយើងត្រូវតែគ្រប់នៅទម្រង់នៃនីតិវិធីដែលអនុវត្តចំពោះតុលាការកម្ពុជាមកខ្ញុំសូមលើកថានៅចំពោះមុខតុលាការកម្ពុជាគឺវិធានគឺជាគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធ Civil Law បាទដែលហើយអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីម្សិលមិញគឺតកតងនឹងវិធាននៃប្រព័ន្ធ Civil Law បាទសូមលោកមើលនៅក្នុងមើលមេត្រា377នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនកម្ពុជាការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសហនៃព្រះរាជអាជ្ញាគឺត្រូវតែតកតងជាមួយនឹងការទទួលត្រូវនៃដើមបណ្ដឹងរបស់នេះគឺត្រូវតែមានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខកលាបញ្ជីនៃចំពោះកលាបញ្ជីនៃតុលាការដែលចេញសាលក្រមប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធ common law គឺការធ្វើបណ្ដឹងទៅគឺធ្វើតែចំពោះគ្រាន់តែប្រាប់ទៅឲ្យកលាបញ្ជីបើជាងយើងស្នើសុំឲ្យផ្ដល់នៅហេតុផលនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែគ្រប់គោលការណ៍ទាំងពីរនោះមកចង់ឲ្យយើងទៅរកឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿងតើលោកគាត់ថាតើអាចពិនិត្យមើលថាលំដាប់នៃឯកសារនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែលចុះកាលបរិច្ឆេទនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2007ដែលថាតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីកាពីដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងនៅដីកានេះអំពីដីកានេះតាមពិតដែលយើងបានដឹងច្បាស់យើងគ្រាន់តែយើងស្វែងរកនៅអ្វីដែលយើងចែងថាសូមឲ្យមានការបំភ្លឺអំពីវិធាននេះជាមួយអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំអាចបន្ថែមបានជាថ្មីម្ដងទៀតភាសាបារាំងគឺមានលក្ខណៈច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាជាថាបញ្ហាវិធិនៅត្រង់ថារបៀបណាការប្រើពាក្យពេចន៍ក៏ថាដល់វាមានអត្តន័យច្បាស់លាស់នៅក្នុង common law ហើយនឹងក្រមព្រំដែនអន្តរជាតិខ្ញុំទទួលស្គាល់ដែរថានៅតុលាការនេះក៏ជួបហើយខ្ញុំក៏ដោយថាខ្ញុំបានឱកាសហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយតបក្នុងគោលបំណងនៃដំណើរការរឿងក្តីរបស់យើងវិធានតីក្នុងត្រូវតែចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតាមច្បាប់ជាតិដើម្បីបំពេញអនាគតការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមតម្រូវឲ្យភាគីដែលបានធ្វើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៅបញ្ហានេះដែលថាវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់ដូចដែលយើងមាននេះបាទគឺថាគាត់ពិនិត្យមើលលើបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងដែលថាវាសមស្របដែលថាវាធានក៏បីបកស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាភាគីនេះត្រូវតែដាក់សំណុំរឿងសារណាទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជួបដំណឹងប្រងឧត្តរបាទសូមទោសបើសិនជាលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទគឺលោកសព្រញ្ញាថាឲ្យយើងត្រូវបន្ថែមអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងអត្ថបទគឺតកតងគឺត្រូវតែមានការប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគឺមិនត្រូវបន្ថែមកតបកិច្ចយើងបន្ថែមទៀតទេគឺការប្រកាសគឺនៅក្នុងធ្វើក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះបើសិនជាណែនាំឲ្យយើងនៅក្នុងការយើងដាក់បន្ថែមនៅសារណារបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលយើងនឹងគ្រប់តាមពេលវេលានោះប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះអត្តបទច្បាប់គឺច្បាស់ហើយគឺ
ក្រុមតាជាសក្តីប្រកាសទៅកលាមជីដោយគ្មានបញ្ជាក់ពីហេតុផល អង្គបរិយជំនុំជំរះបានទទួលសំណុំរឿងដូចនៅថ្ងៃទី20/8/8ឆ្នាំ2007អង្គបរិយជំនុំជំរះបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យធ្វើសារណានៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007អង្គបរិយជំនុំជំរះបានទទួលសារណានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ដូច្នេះអង្គបរិយជំនុំជំរះបានទទួលស្គាល់រួចហើយថាមិនដឹងអន្តរមានសុពលភាព ដល់ដំណាក់ការដល់ម៉ោង12ហើយដូច្នេះត្រូវសម្រាកទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់ហើយពេលដែលចូលមកវិញយើងត្រូវធ្វើសវនាការជាសម្ងាត់បាទយើងសម្រាកទទួលទានអាហារមួយម៉ោងម៉ោងមួយយើងចូលមកវិញបាទអញ្ចឹងដូច្នេះប្រធានកងការពារសូមនាំជនត្រូវចោតទៅកាន់កន្លែងសម្រាក ខ្ញុំសូមលើកសំណួរមួយចំពោះសហមេធាវីហើយនិងចំពោះសហបញ្ញាសូមលោកមេធាវីបញ្ជាក់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការឃុំខ្លួន ជាបណ្ដោះអាសន្នលើជនត្រូវចោតឈ្មោះដូចពុំមែនជាវិធានការចាំបាច់ទេដោយអ้างថាដូចមិនអាចធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើសាក់សីដូចពុំអាចបំផ្លាញភ័ស្តុតាងទៀតទេពីព្រោះភ័ស្តុតាងប្រមូលយកអស់ហើយដូចពិតជាមានវត្តមាននៅពេលសាវនាការពីព្រោះមានត្រា 80 សាវនាការត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោត ឥឡូវលោកប្រកាសថាដូចមានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការពិតប្រកាសហើយឬនៅឬទេបាទទី 4 ដូចអាចការពារសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនបានទោះបីដោះលែងទៅក៏ដូចអាចការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានហើយទី 5 ថាចំណុចទី 5 គឺពុំអាចមាន គឺថាការដោះលែងហ្នឹងគឺมันបណ្ដាលឲ្យខូចដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទេដូច្នេះនេះជាសំណួរចុងក្រោយសូមលោកមេធាវីបញ្ជាក់ប្រាប់សាធារណជនដែលចូលរួមក្នុងពេលសវនាការនេះថាតើការឃុំខ្លួនដូចហ្នឹងពុំមែនជាវិធានការចាំបាច់ទេសូមអញ្ជើញមានផ្សារ សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរព
ong bore chumnum chumriap. Knyum mat som aninyat chumriap ong bore tha. Ka kum klun doj. Mình men chia ca chăm bạch tê nông đồng nạ cao ni. Mù là hẹt. Đại dương khí nhóm dô tha mình chia ca chăm bạch. Bị bước ca khung khuôn cơ lòng mốc. Ban bầm bây chá năm bầm môi khai đọc thang ấy. Vì lỡ cho bạp cầm nọt. Chân tế cho bạp cầm nọt ở khung tại bây chá năm tê. Chân khăn ca khung khuôn bây chá năm. Dương khí nhóm ớt miên chùm tố thế. Dương khí nhóm ớt miên to ba thế. Bị bước không trời cho bắp, tại ở vây để khóc cho bắp, cứ khi nhóm xong tỏ bà, nít chi chùm nội mùi. Hái chùm bước chùm nội đa tha, đôi ruột, ai nơi cái không tới, ta đôi ruột kích luôn tới na đây rồi tì. Đôi tớ bầm phán phó tang rồi tì, đôi tớ kiếp sẵn cót xa xây rồi tì. Khi nhóm xong an tha, đôi cả nà lên ở nơi cái không tới, đôi mình ai tớ kiếp sẵn cót xa xây bàn tì, vì bước xa xây xong khăn, đôi chúng chúng riêng chẳng cứ thả bàn xua chúng lại ở hơi, chúng lại xa xây miên nơi nâng đáy cho cọng sơm kết ở hơi. Đôi chúng này miên phòng bà giói ấy nâng tờ kiếp xong cót xa xây tiệt, nế chứa chúng nói tì mùi, chúng nói tì bì. Xa xây tăng ổn nô, nơi chẳng ai phì khní, cửa xa đôi, có đôi chia nẹ cây cỏ, mình miên lôi cạ, mình miên lát tập hiếp, đang bây tờ kiếp xong cót lơ xa xây nô tì. Chúng bố ai cả xa, cứ nơi khăn ông, ông chùm nung chùm ra vị xa manh khăn ông tổ la ca Campuchia có miên ai cả xa. Nơi mạch xa mân đua thay ra xa ai cả xa có miên ai cả xa tốt nơi tì nụ. Đôi chân này, đôi mình ai tự bầm phán ai cả xa bán thế. Mình ai chô khăn ông cả lấy nâng rồi bầm phán ai cả xa nơi tổ la ca bán thế. Nhi khi nhầm xong chùm riêp chùm phố ai cả xa. Chúng tôi sẵn sàng sốc tốt luôn. Khi nhóm chưa chạy tha đôi không miên bánh nhà hà quay thế. Vì bước quát bán pháo chúng tôi quát đôi nhẹ nà cổ sốc đôi nâng đây. Nơi xâm lốt. Nhẹ nà cổ đang thả đôi nâng chúng tôi đôi đây. Chúng tôi càng cách yêu hạ đôi đây. Tớp tại chân năm mà bọn 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 rồi bạch sập bọn mùi thế. Đại sân sên. Bạn ơi quát bê chúng tôi đang bay tờ bằng riêng nơi chân. Chẳng hạn nơi khăn ông ở đây nè chùm rùm ca đọc bầm bấy nơi khăn ông tức đây thái á ban kia school mô thả bần có vấn đề khăn ông nụ có nơi tài miên kia school mô đôi là đại đôi chân này khăn ông chưa tha chùm bốc xa vắt tập hiếp toa khăn luôn đôi mình miên bánh hà vậy để cháu đủ tê rùa mập hay chân năm cả lòng tư hỏi đôi rùa nữ đòi khăn miên passport là vậy, đòi khmien à vậy, đại thà passport đó xong thì sốc to luôn rồi bọc gọn. Nít chưa bánh hà mũi để nhóm bát cất xong qua cười. Hơi khi nhóm xong chùm riêng tha chùm bốt tha bờ ca na lên qua thứ việc passport đó sẵn đắp thân hợp xa thiệt nặng đòi xa mà hai chuôn cái nơi cung cuôn quát cái nơi rô rương quát khi nhóm chưa tha và chia chuôn Campuchia bắt cho bọn đi. Cái bàn chút chí riêng vì chấp áp tùm lộp đây. Cả nà kê mà quay đôi tớ chấp áp chế kê chôm cốc kê ọt hiên đi. Án đi chìa cất cầm. Mà giang tiết. Chuôn đo tây tiết. Đại miên chú mô bọt xâm lên. Đại chìa nơi khăn ô bọt Campuchia bà chìa thấp bà tay. Kê thông chiên đôi phong. Đại kê chìa nẹ bà chìa. Có kê miên giả rây phiếp cực rôn. Nẹ na có đăng đáy, có miên nẹ na mùi tư bằng co ở miên khôi rồi xa thiệt nạc đáy. Đôi chân này nhóm chưa tha bảo sân chỉ ở lên đích nơi cái khung tứ. Bất chìa khá miên phó là mô hà vây để cất lắng vì cả phrui bà râm rồi bỏ lúc giả hạ phía nhá có đôi chân lúc chạy cọm đáy. Khi nhóm bát cái đập toàn mà như tay chấm lệnh bản năng bà nơi khóa hà vây tiết xong lúc chạy cọm. Lúc bà thiết người ta bà chạy máu nhóm nâng chìm riêng chùn. Xong ọc cùn. Lúc. Bà lúc bà thiết. Còn tại đâm bầy bà chạy bà thay mần tách.
ីព្រោះច្បាប់កម្ពុជាគឺចែងថាបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺលទ្ធភាពនៃការដាក់ឲ្យនៅក្រមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការការត្រួតពិនិត្យក្រមផ្លូវតុលាការគឺមានលក្ខណៈដែលផ្ដល់ជូនលោកអ្នកស្រីនៅការធានាមួយនៅប្រសិនបើអង្គបរិសម្រេចដោះលែងដូចឲ្យមានសេរីភាពគឺមានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងហើយការត្រួតពិនិត្យនេះគឺការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងឆ្លើយតបនៅជាចម្លើយនៅអ្វីដែលយើងបានចោទទៅលោកស្រីគឺដូចជាយុតិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺបានប្រើប្រាស់នៅការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅក្នុងរឿងក្តីបាលីគីឈិណាគឺតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានសម្រេចការដោះលែងឋិតដោយឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយតម្រូវឲ្យមានកាតព្វកិច្ចនឹងបង្ហាញខ្លួននៅមុខនគរបាលឬក៏រាជអាវុធហត្ថខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ប្រសិនបើវាមានការលំបាកក្នុងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៃជនត្រូវចោទពីព្រោះដោយសារតែតុលាការនេះគឺมันមាននគរបាលអន្តរជាតិគឺដោយសារហេតុផលនេះហើយស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងការដោះលែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិគឺវាមានកម្រិតខ្ពស់ពីព្រោះដោយសារវាមិនទាន់មានវាមិនមាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផ្ទុយទៅវិញវាជាការពិតមាននគរបាលឬក៏រាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចត្រួតពិនិត្យមនុស្សជនដែលត្រូវចោទហើយអាចធានានៅការបង្ហាញខ្លួនរបស់ដូចនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហើយចុងបញ្ចប់គឺខ្ញុំគិតថាជាការសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះថាដូចគឺជាគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតុលាការហើយគាត់មិនព្យាយាមក្នុងការរត់គេចខ្លួនចេញពីតុលាការនោះទេខ្ញុំសូមអរគុណថាបញ្ញាតើលោកយល់ឃើញដោយការឆ្លើយរបស់សហមេធាវីទី1លោកកាសវុតតែទិននឹងការដែលថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ជនត្រូវចោទពុំមែនជាវិធានការចាំបាច់ហើយចំណុចទាំងអស់ដែលមាន5ដែលលោកលើកឡើងតើលោកស្រីលោកប្រាជ្ញាប្រកាសថាអាចជន់ជាប់ចោទមានវត្តមាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីឬមួយនៅពេលដែលជំនុំជម្រះដែលមានវិធាន80តម្រូវឲ្យជនត្រូវចោទត្រូវតែមានវត្តមានទី2លោកមេធាវី François Roux លោកបានស្នើថាវិធានការស្នើជាវិធានការទី2គឺដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដូច្នេះសូមលោកមានមតិសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅអ្វីដែលលោកប្រធានបានចោទជាសំណួរមួយមិញនេះគឺវិធានការឬហេតុអីនៃការឃុំខ្លួនមិនស្ដោះអាសន្ននេះជាវិធានការចាំបាច់នៅក្នុងដូចដែលខ្ញុំបានលើកហើយនៅក្នុង internal rule នៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមាត្រា 63.3 នេះ
We mean cut and night dial. Jacrom sum gate, jewel coin tie. Got do cheer, sahat, brain yard, jewel coin tie. Car cum cloon, mandar sunny cheer with tin a car, jump back. Timoy, Doysa, lot of pollen a car, sum gate, cheer but tom. Got do jacar, sum gate, robot hang, sahat, jacrom sum gate. Ban chưa chết thả có đôi chia nằm trong một hoa tang chỉ tràn đại bản chết thả ở chân trái trào nu thua ban bập bật bật lầm mơ đọt nguồn ngớ đại bờ trăng nâng chập chết có đôi chia chập on rạ chết đại trong hai du lịch tham vị thiên ca này chia vị thiên ca mùi đại chạm bạch này tìm mũi đam bay thiên nia chân trái trào cho khuôn chấm bùa mốc ăn chùm nôm chùm rẻ đối để miết chai nơi khăn ông biệt tra xam sập pram chùm nội khô nơi chấp bắp ăn chùm nôm chùm rẻ vị xà man dương ní rư có sức bơ rốt nâng sức nơi dô bài tam biệt tra đọc buôn nâng đọc pram có đối chùm miết chai nơi khăn ông biệt tra học sập áp át sập pram bấy nơi vị thiên tí khăn ông đáy cư ca chùm nôm chùm rẻ trao tay trong phù mốc chân trái chào. Đối chân này, ca thiên nhiên đi, đòi lượng mù là hết ấy thà dương miên ca bụi bà rộng khổng ca rụt kích luôn. Dương ban bà mốt khoa tăng chỉ trả ơn. Dương tam rà dạ nâng bò rà miên là dương bà mốt ban. Tam rà dạ bọt xâm phía. Dương ban tà tuôn bò rà miên chân nít lọp ban pháp đô mua chia bằng to bằng tốt. Lạp đô tì lùm nơi chia bằng to bằng tốt. Mình tờ ruột nơi sọc cầm nát. Mình miên tùm nẹ tùm nôn chìa mùi nâng cửa xá. Tăng bì chân nam mở bọn bằng buôn rồi chất sập bằng buôn. Rồi hốt chân nam mở bọn bằng buôn rồi cây sập bằng buôn. Tớp tàn đời chân nam mở bọn bằng buôn rồi cây sập bằng buôn. Nơi bêl đài rô khơi. Nơi bêl nô. Cứ đốt trợ bàn ở chập luôn. Đối chứ nè, miên bóng nóng tốt chứ đất nóng ca lẹ băng mình ao cái đắng, mình ao cái sqoal. Hai dương kết tha quát nóng miên bóng nóng nóng ca kích luôn. Tí pi. Xâm an tí pi cứ xâm an tờ lơ bánh hà đại thà a chôn trái chó bóng plan nợ phó tăng. Bánh hà phó tăng đi. Dương có bàn tự tuốt qua là miền đá cứ chân trái cháu thuộc bàn chuộp chứa muối mê đặng ngon không ai có hôm xem xanh tiệt. Đá môn phê chập luôn cho nam một quán phẩm buôn rồi cây sắp phẩm buôn. Nói chứ này, miền cá đây mình tuốt đó chân trái cháu nông ca mình bàn bằng phán phỏa tam phỏng đài. Tí bây bẹp bọn nâng xôn để sọc. Rọc bọc chân trái cháu toal khuôn tèm đóng. Dương đăng hai tha chân nằm một bọn bằng buôn rồi chất sắp bằng buôn. Đó chân nằm một bọn bằng buôn rồi cài sắp bằng buôn đi. Đốt mình sợ bàn chỉ sọc hay còn mình trợ bàn rọc khởi này. À vậy đại dương bụi bà rõm đúng. Bên đi. Cứ chấp bị thằng ngày tí xam dập mùi khai bằng bờ chân nằm bì bọn bằng bờ đi. Nếu bây giờ đây là hạt cho cọng sự một kết bản chân để ca nuông khuôn máu này. Bây giờ chúng ta chọn bản trời sắp sai chứ xa thiệt nặng. Chúng rong cuộc bản sổ là chúng ta chọn. Tam rồi dạ rút thoát, tu rút tuốt có rút xa bỏ ra miếng xem xem. Đời chân này lẽ cả nặng cao bị thằng ngày thì xa dập môi khai và bây giờ chân nằm bị bỏ ra miếng xem. Vì miền lẽ cả nặng xem vì muốn đài ruột nơi rồi biếp lẽ mộc. Nhi chìa ca bụi bà rong mùi đáy. Bà nhà hà tì buồn lấy tiện tương nông bà nhà hà xong để sọc sống cúm đô. Sa hạ bệ nhà dương tiếng phí nhẹ nơi tài miên ca bụi bà rong. Bị bụi tha rương nê chìa rương đáy còn lo mò xam sập chân nam mền. Bàn tay môn nâng ca nuông khuôn mò căn nơi tì ni. Bà chìa bơ rọt. Mai cái đó nơi lưu bị phục lộ tương đó. Mình bán đăng thang.
quạt nơi tì nà tê. Bọn tay bà nơi tì ní hào ý, dù tha ông chùm nôm chùm rè tha mình khót luôn đâm bầy bà đỏ xôn tì nô. Nâng ai miên bà nhà hà, miên ca chư chấp, chôn rong cua. Nâng xa xây đài rong cua nơi khôn ông rộ bọp ca mà chìa bà chìa thập bà tay nâng. Quạt ai thua ca xong sắc mà lư chôn trái cháu ní đài. Chấm nốt mùi tiết bẹp bọn nông tí prám cứ bánh hà để hạ bệ nhà bàn lực lao ổng bì kà bẹp bọn tử lư tha ai chôn trái cháu nông miên cầm niệp tử lư xạ xây nô. Nhóm có xôn bánh chạy bánh thay em đài tha bánh hà ni. Nhưng xôn bánh chạy tha nơi mân đều xo xôn để xọc mà phây mùi ni. Miên chôn chia xạ xây nô. Hiện tạch nạ đầy nở rùa. Khăn nông nông miên tiếng chôn rong cua. Miền tàng nẹ đại thừa ca cao bằng qua bần chía rộp bỏ chân trái cháu. Bà sân chỉ lên quạt ở nơi cao khôm nữa. Tao xạ xây tiếng nó, quạt ai hiên một chlai chẳng buông mộc tà la ca bàn tế. Quạt hiên xâm đánh ca xâm trọng bàn tế. Nít chỉ ca muối đẹp rùi bà rõm nà. Chẳng đòi hẹt phòl tiếng ọc nâng hào ý. Giá hạp rệ nhà nâu tài xa xông ở khung khuôn chìa bần tò sân. Rong chàm môn năng ca cắt ong sẽ cái đây giang na nô. Bánh hà mùi tiết xâm nô tí bí nữ khi ông xong ai xa hạ ca rây khi ông quạt này chá lao nơi bánh hà ca xong thật nơi krom ca truột bình đất khang phá lâu tà la ca. Cảm ơn nha, khi ông miên miền dọc bao sông khép trong nói tìm mùi nhóm lược một đoàn tiệt cứ tẹt tẹt tông tẹt hay co rồi bao dường nhóm cứ tha lúc đại chìa hạ chai crom sợp một kênh trừ ca bí chá rà nà tờ sông khăn tờ lờ vị thêm tây nông rồi bao dường đầm bay bí chá rà nà tha ca khôm khu luôn cứ chia vị thêm ca chăm bạch đang bay chân không cả chân để cả nụ bay được nhóm bàn đại chun cứ bàn bằng hai hua pi vì mặt tệ sòng sài hỏi về bằng hai bộ hua tờ lơ post tang để dừng ai bị chán à bàn hỏi thay vị thiên cả nụ cứ việc chăm bệnh nà sa hạ cho crom sơ bằng kê nơi nông chăn tiền được sơ được bỏ quan cứ bàn son nhật than đội nóng hơi dương chùm rung xôm ở lục ông chùm rung chùm rung vị xâm ông chùm rung chùm rung ông bồ đề chùm rung chùm rung thu vơ ca đầm co tà lơ đề ca nông đội đặc nhóm bàn chùm ọ bằng hai chẳng khai nâng cơ nông xa nà rồi bọc nhóm tà lơ tẹ tôn đăng nâng vị thiên ti học sập bay kho phòng đài đài miên này tha nâng cơ nông cạ đời này ní cứ lục trại crom cứ cua tại chùa chẹt trời tại chùa chẹt tại lơ mu là than nút tại bàn bằng hàng hơi lục từ picharana tha mu là than nút cứ chăm bách tại lơ ca khum khluôn đôi đại dương bàn đã chùa nơi khôn ông sarana nâng ca bằng hàng rồi bỏ dương khi nhom nơi trong phù mục dương bàn bằng hàng nhằm pi phát tang mù lật hàn chết chết đàm bay xâm rạch tệ tôn đàn năng vị tiên để học sắp bay kho nếp hòn đài khi nhóm xôm chẳng ôl bằng hành cứ ở bay được nhóm bàn sạc xa cứ thà ca đè cứ ca còn qua này cho bạp ổn trả chết nâng ổng gặp hiệp xa bàn ổn trả chết nâng cứ bị chá rân na thà cứ tệ bị chá rân na tờ lời ca xâm rạch nâng ca đỏ lề ní bàn tay anh đã nhắm xôm ở bia đơn nát lơ giữa tay sa tay tông nâng ca xâm rạch tay lơ kata same thing robot đội đại lục miên hai kim chim run ao lục bia đơn nát ku pa tang đại lô nô ku ta đội tay kim bàn chim rip hai nâng nông tala ka tay lô ku miên wat miên nâng nông tay nô đại chia tala ka con can
ហើយនឹងមានការសហការពីរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានមិនមានជនជាប់ចោតណាមួយក្នុងចំណោមដល់មួយអ្នកនោះត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនៅឡើយហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនសំអាងដោយដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងសារណា ទោះបីជានៅមានការដោះលែងនៅក្នុងក្រមការពីនិត្យរបស់តុលាការដែលជាផ្នែកនៃច្បាប់កម្មជាផងដែរនោះគឺមានមិនមានឃើញមានបទពិសោធន៍ដែលតាមដែលយើងដឹងគឺគ្មានយុត្តិសាស្ត្រហើយដោយដែលខាងខ្ញុំបានដាក់ជូនសំអាងនៅក្នុងសារណា គឺมันមានឃើញមានលទ្ធភាពណាដែលថាអាចធានាដែលអាចធានាថាការឃុំខ្លួននោះគឺវាមិនចាំបាច់លោកមេធាវីគាត់បានមានអាសយដ្ឋានលក្ខការមួយគាត់នឹងប្រគល់ជូនដល់អង្គបរេតើវិធានការដែលសហមេធាវីលើកឡើង ដោះលែងជនត្រូវចោតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយដែលអាសយដ្ឋាននោះគាត់នឹងប្រគល់មកឲ្យអង្គបរិយាជាលក្ខការជាការសម្ងាត់តើសំណើរបស់សហមេធាវីបានលើកឡើងនោះលោកមានយោបល់យ៉ាងដូចម្ដេច ខ្ញុំ មុន ឆ្លើយ នៅ សំណើ នេះ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ បន្ថែម ថា អ្វី ដែល លោក លើក ឡើង ពី ដំបូង គឺ ថា សុំ នៅ ក្រោម ការ ត្រួត ពិនិត្យ ខាង ផ្លូវ តុលាការ នេះ វា ជា វិធាន ថ្មី ហើយ សម្រាប់ ប្រទេស កម្ពុជា ដែល យើង អត់ ទាន់ បាន អនុវត្ត នៅ ឡើយ ទេ ការ ឲ្យ អាសយដ្ឋាន ខ្ញុំ សូម ឆ្លើយ អាសយដ្ឋាន ឲ្យ មក ខាង អង្គបរេ ជំរះ ហើយ លក្ខការ ជា សម្ងាត់ នោះ ទី 1 ខ្ញុំ សូម ឲ្យ អង្គបរេ ពិចារណា ទៅ លើ ថា តើ រស់ នៅ នឹង របៀប ការ គ្រប់ គ្រង នោះ មាន យន្តការ របៀប ណា យើង ត្រូវ គិត អំពី អង្គ ជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ យើង នេះ គឺ មាន រយៈ ពេល តែ 3 ឆ្នាំ ទេ ថាវិការមានកំណត់ទៀតហើយធានាថាឲ្យគាត់នៅតាមលំនៅឋានរបស់គាត់យើងត្រូវពិចារណាឲ្យអស់ថាតើគាត់ត្រូវរស់នៅទីណាតើចំណាយរបៀបម៉េចអ្នកការពារយើងមានយន្តការទាំងអស់នេះដើម្បីអនុវត្តហើយយើងត្រូវពិចារណាថាអង្គជំនុំជម្រះយើងគឺមានរយៈពេលតែ 3 ឆ្នាំ ទេ នៅពេលដែលយើងចាប់គឺវារលីខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយហើយខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងសូមឲ្យអង្គបរេពិនិត្យហើយនឹងសម្រេចទៅលើបញ្ហានេះចុះខ្ញុំសូមឲ្យលោកថាប្រេញ្ញាចង់អល់បង្ហាញ តាក់ទងនឹងការយោងទៅលើយុត្តាធិការ3ឆ្នាំរយៈពេល3ឆ្នាំនេះដែលមានវត្តមានដែលមានអធិភាពនៅក្នុងការជំនុំជម្រះខ្ញុំគិតថាតើលោកស្រីអាចចង់អល់បង្ហាញថាដែលយើងអាចរកបានទៅលើការយោងនៃអាណត្តិ3ឆ្នាំដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាចៅក្រមឧទាហរណ៍ គឺត្រូវបានតែងតាំងរហូតដល់រយៈពេលនៃនីតិវិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងគឺมันមានយុត្តាធិការកំណត់ទៅលើចែងនៅក្នុងច្បាប់ខ្ញុំជម្រាបអង្គមរេថាបញ្ហាដែលសួរអំពីបញ្ហាកំណត់នេះយើងបានចែងឲ្យក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាលើកទី 1 ហ្នឹង គឺមានរយៈពេលតែ 3 ឆ្នាំទេត្រង់បញ្ហាការសុំពន្យា
tới dạng na dạng na thạ bị ca này cứ miền tây sầm đập bay chân này nói chứ này dương ắt toàn thiền địa tha non ca thiền địa tới ngày mốc nâng ai phần địa ban rư ắt dạng na nó tê anh ấy chỉ bàn hà để xem lực lao đội miền để non cách prom priêng chăng non cách prom priêng cho cha tay tăng chả crom nâng bảy nhà ra hôn chấp đầm na ca men còn tay mình chẹt tha ta dương ai miền thạ bị ca ta đo nâng ắt dương ắt toàn thạ ban thì tập pì là na cột chăng việc chỉ bàn hà thạ bị ca mình men chỉ anh nát ca cầm nát tới lượt anh nát nô lao ta cái nhóm ai su tới hàng thạ bị nhà thà ta miền ca cùng ta lục thạ bị nhà tới miền đông âm pi ca cầm riêng cầm hai đại sao tới lượt đội đại tế bởi vì tại phép sầm ngạn này phép sầm ngạn trăm phép trăm bài này phép sầm ngạn này cả sớm kể này cứ khi nhóm xôm ao ong bờ rễ cứ bằng cứ xôm mọi khi nhóm đặt nơi nông nông mà riêng để vị trí này mui này cả chòi to tận năng sầm nô năng khi nhóm có trong bằng cho bằng hai phòng đá thà sẽ đây sầm rạch tờ lơ ca đo lên nơi đâm nạ ca ông bà rê ní cứ ban bằng hai nơi nông dụt để xa đại nhóm ban thua ca bắt đầu chun trẻ lấy cỏ nụ hơi vì chăm bạch vì bẹp bọn tờ nâng ca cầm nọt ban này thà dương trời tại mơ tờ lơ chấm nọt đại vì tạ cả nâng vây đại vì ai cả lang được nông cả lại sạm xem xin đời mình chăm và rong chăm từ cả lại sạm nông vía cả lang đối đại dương nhóm ban trong ao bằng hai được nông xa rồi nà cứ dương nhóm ban đặt chun thà lục từ pizza rồi nà sau này than thà viêm miên ca ăn viêm miên hari pay person bà chun từ chào nô đó lên trên bị cái lại dương nực nồng ngày nắng chân quất ba hai chia miền sầm nang trên nhẹ đất tây nực nồng tây campuchia đại kế ban cầm nọt thà quất ban bập bết ukraine cam nực nồng sầm mai campuchia bây giờ tập tại chân quất ba hai chia ai chụp nơi ca anip hay hari pay same same đại tệ tôn nực sập bát tập hiệp đập bọc quất toal đại vị trí bản nhà tầm khăn không cả bị chán là lựa chọn nội nhân đối đặc nhóm ban chấm riệp hỏi đại sa tại lẽ khả năng này sẽ đây sầm lại nâng đại vị an ở water lơ cả bị chán là nó cứ việc trong tới tạm thời chấm bấm rung chim ơi vậy đây bạn lực lang âm pi bà chun trâu chào mình miền lối cứ tham mình ai bong chơi thiên nhiên cọ đầm bay ở nước cào khum nút bà lục 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 sậy chào cấm person ba lok duch mien lattaphiep neu knong ka chamnai knong ka chea prakok jeung nang snao som pantai kot mon mien mchobai ni keu vi chbas loh na nyom som ananyat neu an lakkhan លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ដាក់ ឲ្យ នៅ ក្រោម ការ ត្រួត ពិនិត្យ ក្រោម ផ្លូវ តុលាការ ដែលបាន ដាក់ នៅ ចំពោះ លោក បាលីគីឈីម៉ ា ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ តុលាការ ព្រហ្មទណ្ឌ អន្តរជាតិ នៅ ពេល ដែល គាត់ ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ដោយ បទ ប្រឡាយ ពូជសាសន៍ និង បទ ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ គឺ លក្ខខណ្ឌ ទាំង នេះ
và bằng hai anh chun từ tòa lạc cá cứ chấm phô một nốt pin nhé cứ tìm mối cứ đời xa tại miền hạt hò bọt chung một lót đại ai tự cho bạn đời tòa lạc cá đời khăn lạc khăn đời miền cá đạp prạ thần đĩa đại ai tình đi nơi cá bằng hai anh luôn tam cá ảnh chư nhờ rộ bọ tòa lạc cá TP lạc khăn TP bằng hai anh thà nữ bằng hai anh miền à sài thán đại nữ ở sài thán nữ cư quạt rồi nữ hơi hơi nâng son giá thà nâng nâng chu nâng nâng tật đo tật lạc cá nữ pi rứ cò bò nữ cò bá nữ pi na đại miền cà phạc đồ ở sài thán này chấm nói tiếp bởi trở bằng hai anh luôn nơi chấm phun một phần nó có bá nơi đại chất bằng phát này thì cả lại được luôn luôn nữa cứ nơi ngày trong ngày chán này sắp ở này khai này mùi này mùi thì bốn cứ mình trừ chán pì pì crop khăn rung vung này prati đại luôn luôn nữa đòi mình miên ca này nhạt chia ly lạ so pì tờ lá cả hay trong bệnh cho thì pram phát đo chun nữ ai cả xa nữ thưa đầm nợ từ một cô bà một tháng lực lên từ miền ca trong ao bằng hai tuổi pi tờ lá cả lúc balikishima có mình miền một số bài mình miền một số bài nữ không ca phát đo pratania nam mùi tì the head này hơi ban chia tòa lạc cá ban đặt lệch khăn tiếng ở này khi nhóm kết thác nhóm cô tại bản thân tha bờ sân nơi đây bộ câu mà nhận trong ban đó là miếng sợi phết đòi thắt nắp rom cá trộn vào nắp lại tòa lạc cá mà cá tình ni đại prasa bấm phốt đại lục nhận đại miến bờ sân bờ nơi trong bản chọc bờ sân chỉ có vừa tuổi nếu mà vị thiên ca này ca trục vận tạm phật là ca nam mối có trâu tài phim phim trâu tài đặt ao nước không khôn chia bản đảo son ní cứ chia biệt này ca trục vận tạm phật là ca bớt sân chia lục bị chẹt ha mình miền là tập huyết nông công ca chụp chụp mối nâng xã xây miền này tha thà xạ xây nam mũi chợ xây mau tòa lạc cá thà chun cho cháu bàn tẹt tường chỉ mũi xạ xây nữa cứ có trâu tại đặt trâu tại cho không luôn liềm liềm ní cứ chia ca trục vận tam phật tòa lạc cá cứ chia ca tận nia tận tuôn tận nia khó trâu rồi bỏ lộ đẹp và cứ chia ca chăm bách sầm rập ong chùm nôm chùm rẻ này cứ chia lịch chia ẩm pơ mùi chia cứ mùi đầm bay sầm rập bờ tây này đồng hồ ca prapra ca trup tam phật la ca đại tư tại ban đặt bình châu nó khôn ông chấp bập cam bờ chia cứ chia ti hò mùi đỏ prasa bấm phốt cứ vía chia sẽ đây sầm rập tam phật la ca tí mùi lư ca trup nết tam phật la ca cứ chia vay đại dương sna sông đời sinh khai bên khi nhom xôm miền lạt tiếp ai nâng phật đòn dùng mồi thần lư sự bạn đang chỉ bảo hai nâng cầm nọ tra tam tầm lõm nâng cơ thể bậc nhân mình chỉ lõm tới cơ mình bàn bằng cả chụp này mồi nâng khôn sarana khi nhom mình nâng khơi cơ lạt thế xã chẹt lẹ nâng khôn cả đo hỏi nâng cầu khống hơi khi ông nâng bậc căn chấm ho nâng đầm cái kẹt tầm rớt mình ai nâng chênh đại ca nô bàn tế bờ mình miền cả đỏ lê nâng khôn ông cả lần này thật nâng khôn ông cả đằng một tổ nô khi ông xong chấm riệp thả hơi kia chia ca trầm trâu hơi khi ông bậc căn chấm ho ní thả trâu khi ông xong chấm riệp thả sơ thả nâng phiệp nâng cơ thả vì khóc nia sơ là đại thả chun cho cháu đại miền tự tu ở tháp bồ đề pi ca
ជនត្រូវចោតនេះជាសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកតើលោកមានសំណូមពរដល់អង្គបរិជំនុំជម្រះយ៉ាងដូចនេះខ្លះប៉ុន្តែលោកមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងវិធាន 21 ខបាទ សូមគោរពអង្គបរិវិនិច្ឆ័យទីគោរពសំណូមពរតែមួយហើយជាចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្ញុំបាទគឺសូមអង្គបរិវិនិច្ឆ័យលោកមេត្តាដោះលែងខំបាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំ
tam sầm nông po để khám bát miền đặc trùn. Sau nà ca đã dừng thưa bị thay chấp đang bị thay mà phay đó thay ní dừng theo bình chấp nơi bên này ai phần trái thay praka sa đề ca dừng nâng chu nằm nâng bị thay môn môn bên praka sa đề ca được chưa nè ពីថ្ងៃមុនពីថ្ងៃទៀតអរគុណថ្ងៃធ្វើការបាទបាទថ្ងៃថ្ងៃប្រកាសសាធារណៈយើងនឹងកំណត់ជូនដំណឹង ពីថ្ងៃមុនថ្ងៃប្រកាសសាធារណៈគឺថ្ងៃធ្វើការបាទដូច្នេះសាវនាការរបស់អង្គបរិយាជំនុំជម្រះនៅពេលនេះសូមប្រកាសចាប់ត្រឹមនឹងសូមបិទសាវនាការមេធាវីប្រធានកងការពារនាំជនត្រូវចោទទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំង